Alo, 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 alo. Sao ta? Alo, alo. Hai ba, một hai ba, tính được ta. Hai ba. Có tiếng nhờ. Chính sao quên hết mẹ rồi. Dạ dày hỏi sao nghe không nghe đúng rồi. Từ anh em phải tắt mở lại cái đã. Radiant's bottom tower is under attack. Có tiếng game chưa nhỉ? Có bị lập tiếng không bà con? Radiant's middle tower is under attack. Mít có gió thì kêu để tôi chỉnh lại nha. Cô là chặt rồi. Là tôi mà mở lên tự nghe nữa thì chắc chắn nó echo rồi, tôi không có kiểm tra được. Này giải Trung Quốc phải mở Perfect World mới quát được. Coi hết chưa nha.
Hết chưa, hết chưa? Major kill. Double kill. They're unstoppable. More than 2 kills, but less than 4 kills. Vẫn là cô à, phải thấy à. Radiant's bottom tower is under attack. Hết chưa, hết chưa? Radiant structures are fortified. Ê cô, cái giọng của tôi hả? Mày sống nói cho rõ đi trời. Thật ra tôi là đệ tử của anh Hùng Xạ Điêu, là sư phụ của Đông Phương Bất Bại. Mời Nguyễn Lăng Đạt nha. Tên là Tây Phương Thất Bại. Ủng hộ thầy Tô Hủ Tiếu Cát cho Sung. Rõ chưa, do tôi nói hai lần đó mà, ý là hết chưa. Tôi tiếng in game nó có bị lập không? Tại gắn cáp và cạt vô nó tùm lum lắm. Chỉnh nó cực lắm. Cái gì mua tay anh bóp. Rè thì là do cái mít dán băng keo rồi nó vậy thôi. Tôi chỉ cái quạt xuống. Radiant's middle barracks are under attack. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Bắt được chưa? Radiant's middle tower has fallen. Một, hai, ba. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. That was unreal. Đang xài OBS, máy nó mới cài lại, mới gắm lại dây sáng tùm lum tà la. Với lại không chuyên lắp thì không mua rồi xài nó chi đâu. Âm thanh ổn rồi đúng không? Nét mà đúng không nhỉ? Radiance Ancient is under attack. The seeds of fortune. Ok rồi thì thôi. Trong là âm thanh đó, hình ảnh thì chỉnh dễ lắm. Âm thanh chỉnh mới khó. Streamer người ta có gì ta? Sao cạc. Ở gì là mixer rồi. Đây rượu má. Có cái giấy không không à. Chỉnh lòi le luôn. Sao chưa có hot nữa nhỉ? Ưu! Hèn gì? Sáng tôi nhắn ảnh. Hôm nay lật thầy ơi, chưa ngủ nữa. Về lấy gì ngủ? Killing spree. 6 giờ sáng, 7 giờ sáng. Về ngủ gì nữa, gỡ răng đi chứ ngủ gì nữa. Double kill. Làm sao adjust vô nhà má lâu quá không làm quên hết rồi. Adjust vô stream.
is under attack. Đen thui mà. Đâu được đâu. A dominating performance. Double kill. Down a dark road. Radiant's ancient is under attack. Radiant's top tower is under attack. Cái ứng dụng add con chat vô mà có overlay là cái gì nhỉ? Đi lại đi. Đi đâu? Rồi, màu trắng luôn rồi. Radiant's courier has been killed. Radiant's ancient is under attack. Radiant are scanning. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Dire's top tower is under attack.
Killing spree. Double kill. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Tình trạng ê bút răng thường xảy ra khi bò năm nha. Ai thắng thì đi bây giờ. Đánh vô Blacklist thì chắc khó hơn. Mình nghĩ đánh vô Blacklist khó hơn đánh vô Talon. Thì anh cảm thấy Blacklist là một đội mạnh chưa ổn định, không phải chưa ổn định nữa mà nó sẽ mạnh. Chơi một BO5 với Blacklist sẽ khó hơn chơi với Talon. BO3 cũng vậy thôi. Thích lên ai lên nữa. Neon thì kèo dưới chặt rồi, dễ gì mà kèo trên.
cổ vũ Bambi đó, tôi đâu có bet nữa. Để tối ngồi mình chơi CS:GO cho vui trời. Ở đây coi cổ vũ thôi mà, delay thôi mà. Delay mà xin code gì trời, cắp tới đâu tính tới đó. Ok có game rồi, let's go let's go. Âm thanh à, ổn định không ta? Lập âm thanh vấn đề với nói lẹ lẹ không gãy á, tí khó chỉnh lắm. Giải tiếu thiệt. Má anh này được cắp giải này à, đi con mẹ ảo thật. Anh này đi cắp giải cỏ không mà. Khác đéo gì mình đâu. Ok, hôm nay đến với game đầu tiên của BO5 chung kết tổng giải BGL Wallachia. Ai thắng sẽ được một lot tham dự vòng LAN của giải này ở Romania. Bucharest hả? Hay Budapest? Má có hai cái đó cứ khó, nó trùng âm á, nó khó đó. Không nhớ cái nào của cái nào á. Bucharest với Budapest. Hình như là Bucharest. Ok, Neon sẽ chơi bên phía đây và Blacklist chơi bên phía Radiant. First pick cho Blacklist và last pick cho Neon. Bạn đi những con tướng của Bambi rồi, một SD vừa có thể năng cover và stat khá là tốt. Neon thì bạn đi DK, Naga và một con Lestrak hot meta mid thời buổi bây giờ. First pick của Kunka dành cho Abed luôn. Vậy là họ sẽ không quan tâm tới những matchup ở mid quá nhiều. Mà con Kunka này cũng vẫn flexible. Vẫn flexible rồi, vẫn có thể đánh được offlane nếu cần thiết. Nhưng nói chung là nó là một matchup tốt ở mid. Neon, hút win cộng 1 thôi nữa. Mà quên làm gì có cộng. Centaur, Neon đánh Centaur phong thủy khá là tốt, cũng bị ban luôn rồi. Nói chung là mấy con win rate tốt bị ban rồi. Contest ở đây hả? Contest ở đây hơi khó, không thể pick TA đồ rồi. Vì hút win ở đây thì cũng không cần thiết. Nhưng Blacklist thì có contest hút win. Một con Mars. Có thể là tướng của ZG. Con Mars offlane thì còn nhiều lắm vì bên kia toàn ban đi. Nhưng mà nói chung ZG thấy đánh có mỗi match với lại ok Timber hay. Nếu flexible được thì tốt, mà tôi không rành nữa. Neon có flex được không thì Ken, nhìn Ken thì chắc cũng kiểu chơi mức vừa vừa đó. Nếu cần thiết thôi, nếu đưa ra mid. Nếu cần phải đưa ra mid. Ok, lượt Timber nghĩ khá hay á. Bát còn nên cân nhắc với việc ban bát ha. Timber hút win cũng được. Nó muốn đánh Felix Void nên nó ban SD và Winter đó gì rồi vậy cha. Đọc lệnh ghê vậy. Ban tiếp tục nhân tướng của Bambi và Castaway. Các team đối đầu Neon họ không ban co, họ phần lớn là ban đi support thôi. Là nghe đó. Nhưng Void nói chung là top carry đối với mình ở phiên bản này. Top 1 là Mò, top 2 là gì ta, quên nữa, là S, top 3 là Void. Void thì tùy tình huống, tùy game á, lay up nữa. Hai con kia thì nó đa năng hơn, nó phù hợp nhiều lay up hơn, từ lay up địch tới lay up mình luôn. Con Void thì nó kiểu phải nhìn lay up địch rồi nó phải coi lay up team mình nữa. Điều kiện để chọn nó thì nó cần nhiều hơn. Void cũng đã bị ban rồi. Hút win không còn, win ta không còn. Willow bây giờ không ai chơi trong dàn tướng của Bambi bây giờ còn gì đây. Rimchok vẫn có thể bích nếu muốn. Nhưng Rimchok với Timbersaw thì không phải một combo quá tốt. Bambi còn gì nữa? Bambi còn gì nữa ta? Hồi xưa là còn Phượng nè. Phượng bây giờ cũng không quá được chuộng gì nữa. Đắc Willow, Phượng xưa anh còn con gì nữa giờ vậy? Wind Ranger, à đây, con này được nè. Teki cũng là một hero nút 30 của Bambi. Bambi thì cứ chơi mấy con này cho nó gọi là hiệu năng nó tốt.
chứ thiệt sự thì Bombi và Quýt nó khác, khả năng thua cao lắm. Nhưng dù gì thì bull không rộng nhưng mà phải làm đối phương tốn những lực ban thì vẫn là giá trị, mình có những cái giá trị nhất định đúng không? Bull mình không tốt nhưng đối phương luôn phải ban nhiều con ở trong cái bull của mình thì gọi là người ta quá respect cái độ nguy hiểm rồi. Bên kia cầm cho mình một đua bích support, nói chung setup cái kiểu bắn tên thì last hit rồi. Quan trọng team Blacklist có thằng team nó đánh con Mirana rất là hay, thằng này là phải gọi là best Mirana ở si rồi, ở thế giới luôn không? Tôi nghĩ ở thế giới thì nó cũng phải top 1 đó. Nó chơi Mirana rất là hay. CM thì bình thường thôi, không có quá nổi trội. Single target khá nhiều nên từ Blacklist. Ok, đẩy luôn con Ache để có thể đánh ở early. Và một con Oracle hay nha, tôi nghĩ Oracle cũng luôn là một hero có thể chơi. Chơi rất là hay, thật sự chơi con Oracle, con mình nghĩ trong Dota mới thực sự hay, Invoker không có tuổi đâu. Mình cảm giác Oracle mới gọi là mastermind ấy. Invoker thì nói chung chơi tới lúc nhuyễn nhuyễn là được, nhưng Oracle kiểu nó cool lắm. Bộ skill của nó hay vậy. Skill của nó tất cả đều cách địch và cách cách địch cách ta đều được á. Cảm giác nó chơi rất là hay. Mình đánh giá Oracle con những con chơi rất là hay. Kêu của nó đều có công dụng kiểu hai chiều vậy. Còn là S để đối đầu Akemius, một bích tốt của Blacklist nha. Nhưng game này Timber nhìn chung khá mạnh đúng không? Timber game này mua cái gì? Chỉ cần cái gì đó sống qua một cái bớt bớt nhẹ đến từ cái combo của Blacklist thì mình nghĩ Timber game này quá mạnh. Tuy là S là một bích ok nhưng Neon vẫn đang đẹp, mình thấy Neon rất đẹp. Anh em thuyền gì gõ gõ thử tôi coi thử ở đây ta tin tưởng ai đây, cộng trừ nhân chia gì cũng được, kênh này thoải mái mà. Neon cộng 1 năm trong BO5 ok, vậy là phải 2 win không tệ lắm, good call, vừa cổ vũ nhưng mà lỡ thua BO5 thì lấy tiền lau nước mắt cũng được. Good move. Neon tổng ok, yêu nước, đánh giá cao tinh thần của bạn cá ngu. Ok, đang tới những lực bàn. Nói chung mình thấy Blacklist không đẹp lắm đâu, nhưng mà nói chung mình nghĩ bọn đánh với bọn Blacklist này hơi khó chịu, nhưng đội hình của Neon đẹp á. Bây giờ còn một lát bích tốt rồi. Kenvoy Spirit được không thì nó không hay lắm, nó không phải matchup quá tốt. Vẫn có thể đưa Timber Remit và bích cho YG một con Initiation vô đây. Initito gì đó, tôi không biết từ đó. Mở combat á, gọi là mở giao tranh. À, hợp lệ mà giao tranh, ban OD khá hợp lý, cũng được. OD vẫn có thể đi mid, vì cặp Kunka Mirana nó vẫn có thể đi dọp tốt. OD đi mid game này nhìn khá nguy hiểm. Điều đam khá là tốt. Mình game Y mới là list tạm hoãn hả? Đầu để tí vô đọc ra. Ủa mấy thằng đó điều tra, không biết đã điều tra cái gì nhỉ? Ý là nó có kiểu tôi thấy nó viết bài nhìn ghê lắm. Giống như nó có gọi một thằng lên 8 giờ anh có mặt ở văn phòng Riot. Tôi hỏi xong cái nó hẹn một thằng nữa 8 rưỡi không. Nó cho thằng đó ngồi đợi ra thấy nhau. Thấy nhau cái má nó giật hai và lệnh là coi như chết hai nè. Má tâm lý nó có kiểu vậy không ta, hay nó điều tra cái gì trời. Kiểu có căng thẳng không nhỉ. Thấy nó tiếu tiếu. Vừa hài hài mà vừa kiểu gì á. Ok, ban đi ban go một con mid tương đối ổn. Thôi bắt tu game đi, lan man quá. Tí nữa hết game rồi mình lan man. Neon ban đi OD và đâm. Mình đâm hả? Cũng được. Vì Kunka thì vẫn mid.
Neon là người lát bích nên là họ có thể chọn kỹ. Con này hơi thốn nha. Nhưng cũng không sao. Oracle em này đánh hay thì phải gọi là bên kia phải tìm lòi le luôn. Nhưng má Timber game này mạnh, má Timber cover cho Timber game này điêu đam mạnh điên. Timber mạnh thì có nên để đi mid không? Cho nó đi mid. Bích một cái gì đó tăng kill threat ở Silent không? Mà làm gì còn nữa. Con Slada này là lượt bích có vẻ deny Neon chứ. Neon bích Slada vô đẹp ấy chứ. Hay. Tối u đấy chứ. Nhưng mà mình nghĩ Neon vẫn có thể đánh tốt game này. Layup của họ cũng khá đẹp. Nếu không có biết suy nghĩ gì mình nghĩ sẽ chọn Mask thôi. Tuy con mát chả mạnh lắm nhưng nó là option bích được. Wow, tham vậy. Not a fan man. Nhưng nếu farm được đến từ Neon thì game này ok. Ba co đều khá khỏe, deal đam tốt trong cái layup này. Support thì tương đối khó chịu. Dán này tìm Oracle đâu có dễ đâu. Họ không có hero tìm Oracle. Nên nếu mà farm ok là coi như Neon stick lại đánh combat Roshan khá mạnh. Mà hơi quan ngại con Miranna này một xíu. Cái Moonlight game này sẽ giúp cho nó set up ở mấy pha gank khá là dễ. Cắm mắt cái kiểu phải tốt đến từ support của Neon nè. Nói chung đội hình Neon vẫn đẹp. Mình cái TA hơi tham mà cũng không sao cả. Ken rất là thích đánh TA. Đánh từ bữa tới giờ là mắt chấp nào không quýnh mà. Ổn. Nói chung mình nghĩ Neon game này vẫn winnable. Cần một cái landing không thọt. Check rune tốt nè. Đừng để Abed ở mid quẩy quá. Đặc biệt là vị trí của Ken đã lát bích như này thì mình nghĩ đi là phải cực kỳ cẩn trọng. Chứ mấy con Kunka đi mid nó ít lại, xong Miranna nó rotate qua, nó cho cái arrow là đi à. Cúp liền. Nói chung là mình nghĩ Ken đánh ổn là win được hết á. Hai Silent thì mình thấy không thua lắm nữa. Oracle một bích ok, một lượt bích khá ok. Ok, chúng ta vô game đấu đầu tiên. Trong lượt trận BO5 chung kết tổng BGL Wallachia. Mid check ổn đúng không? Âm thanh ổn à. Castaway con này nút vàng. Nút vàng thôi cũng được rồi. Oracle không phải một con mà lúc nào cũng vô búp chơi. Nút vàng thì chắc chơi khá là hay rồi. Không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Lúc này có khi cũng 15 mấy chứ 13. Ở đây gặp nhau với tình huống smoke, Bombi lộ, Bombi đang phải lui. Có arrow bắn không chính xác rồi, nhưng tình huống gồng stun này là hơi bất cẩn và trúng arrow. Tự tuôn mình luôn. Không dám đánh à. Lại úp này đánh thắng không? Thắng chứ. Sao Neon rén rồi ta? Tôi nghĩ pha vừa rồi, kể cả 4 đánh 5 Neon vẫn đánh được luôn á. Nhưng mà ai tăng cho tình huống bên kia nhảy vô thôi. Ai là người ăn đam á. Có thể là đổi mạng thôi. Nghĩa là mình nghĩ đánh khá ổn. Nắng này thôi, chắc không nên đánh đâu. Nắng độc thì chắc quýnh thắng, nắng đó quýnh thua. Ok, party rune chỉ cần 22 là đẹp cho team Neon rồi. Họ có một con Alchemist. Đang diễn ra, ở đây Gabby. Gabby muốn giành rune. Có bắn tool để nhặt rune đến Chidori top. Mỗi bên là 2 rune.
Chỉ gặp mất hơi nhiều máu cho tình huống ăn run của mình. Ra lên sẽ hơi khó khăn ra. Ra tới lên thì chắc cũng đầy máu như Van Gogh thì hết. Cái sự quay có gì bình 2 century. Ken đi mid top là game này không có gì phải lo. Nâng mail rồi, di chuyển lên mail thẳng vào người Abed. Abed cũng có một tình huống chém nước. Abed khá cứng. Mùa full đồ tát đến từ Abed. Tiếp tục là bằng mail thứ hai. Con này hơi khó ăn, con này vô trụ thì mất. Đánh thì bị deny, khá khó xử. Đặt nước tốt của Abed. Ra cái thằng Abed này nó khó chịu lắm. Một tình huống mail ăn tay dài. Kim bị harass rất nhiều. Thật sự Abed nó đánh mà bữa tuy nó thua mà tôi vẫn phải trầm trồ về gameplay của nó. Anh quá hay. Tiểu tiết của nó quan trọng lắm. Và đặt nước vẫn ăn được với một tình huống chém nước vào người của Ken. Và con này thì phải dùng mail. Mail thì rất ít mana, cứ xài thoải mái thôi. Bên dưới ba lót với một lực LS khá khỏe. Timber thì chưa mạnh ở thời điểm này. Tiếp tục đặt nước. Dính nước nữa rồi. À bé đi hơi khó chịu, Ken đuối rồi. Nhưng mà 4 giây nữa thì mới có chém nước lại. Tình huống CS quá tốt của Abed 9-4 và chỉ có 5-1 đến từ Ken thôi. Một lượt lách bích TA, Ken phải làm tốt nha. Hôm nay mà bị solo kill nữa thì thôi luôn. Sao bottle đang mang ra rồi, sẽ hồi lại đầy máu thôi. Lại là một tình huống chém nước. Mở cho mình reflection lên. Bắt đầu cứng hơn rồi, nhờ vào reflection. Xiên vào người Abed. Bottle mang ra. Những level sau sẽ ổn cho Ken thôi. Và Ken thậm chí không được. Lượng đam là không đủ. Abed thì chưa thể hồi máu liền, nhưng Ken có bottle đầy healthy trở lại rồi. Và sẽ ăn cho mình water rune. Silent thì sao? Farm khá ổn đến từ ba lane của Blacklist. Họ có lượng CS khá tốt. Ở dưới thì Neon đang hơi khó khăn, lượng máu không được healthy cho lắm. Abed không lấn lướt được nữa rồi. Thì bây giờ reflection cũng như bottle đã có. Mở cho mình water rune lên. Gen thì chắc phun độc farm thôi, LS farm khá xanh. Nhưng game này đánh với LS được không có vấn đề gì hết á. Đội hình của Neon rất là mạnh. Khi đoạt đủ tâm minh họ có thể team fight cực khỏe luôn. Trong khi đó mình nghĩ team Blacklist được cái thì họ dồn một mục tiêu nữa, kiểu bớt khá tốt. Nhưng Oracle đó thì cái việc dồn một mục tiêu rất là khó. Thậm chí Ken đây đang dí vào bên trong trụ, bị ít lại rồi. Đây là những cái thế không được đẹp cho lắm, nhưng tôi muốn fortify hay đó từ Ken. Liệu có giúp Ken sống không? Ken vẫn cố chạy, nhưng đó là một cái bom máu quăng ra và Ken có thể sẽ phải chết khi mà Mirana sẽ leap lên. Tình huống hổ báo nhưng không sao, rip vẫn còn, Ken không mất quá nhiều. Tình huống TP qua của Mirana thì không quá lạ rồi, khi mid của họ là một con Kunkka combo cổ điển. Cửa bắt đầu đào rồi, hai điểm cửa. Có một Lotus dành cho Jigger. Sao tình huống gì rồi, anh nghĩ không vấn đề lắm. Không cần thiết nhưng chết thì cũng được. Rip không mất nhiều. Team S cũng dành rune nhưng không vấn đề. Ken vừa hồi sinh ra nên là máu và mana vẫn còn nguyên. Castaway ở đây có tách. Nút vào người khá khỏe, thậm chí là Mirana cần cẩn thận. Đâu đó ba lót ở dưới giết Bombi rồi, cố gắng đổi mạng không được. Hai thành viên Blacklist rất yếu. Tiếp tục một cứa, ba lót không sợ, ba lót đã có ngọc độc. JG không còn mana, JG đang drop đồ ra để Bombi mang ra. Cần có những cái stat. Jiri đang farm tách ở đây, farm ổn nha. Winnable dành cho Neon. Feel Neon hoàn toàn có thể win game này được. Không khó đâu. Chưa có thuyền. Abed làm cái gì đó với tình huống bị trụ bắn, chưa hiểu lắm. Chết quạt rồi. Mirana đang đi stat. Họ biết Mirana stat và vì có cái tình huống Siken, có thể sẽ có những tình huống dành stat ở đây. Khả năng dành stat là có.
đến từ một con AK và TA. Dire's top tower is under attack. Đang đi check stat đến từ team, team sẽ rỉa một con Usa đỏ. Farm ổn đến từ Ken nha, farm rất ok. Sẽ lên Radiant ở trong trận đấu này đến từ Chidori. Xem chi được set ra. Bombay cũng đang đi stat để cho TA có thể farm. Cá sờ quay sẽ giữ lên top khá là nguy hiểm với một con Slada nha, nhưng hoàn toàn có thể cấm đánh Slada. Rất nhiều cách để có thể counter đối phương với một con Oracle, nhưng chưa có điểm nào hết. Sắp có rồi, bây giờ còn vậy má bị sửa nữa. Tôi nhớ là Oracle có một lúc sửa cái gì á, sửa nào nhỉ? Radiant structures are fortified. À, sửa như là đồng đội vẫn đánh được nhưng kháng phép đúng không? Phải không ta? Là kiểu bây giờ không có cấm đánh đồng đội nữa, phải không? Thấy cái đó khá mạnh. Gần như là kiểu như có thể nói vậy đó, nói Oracle chơi rất là hay. Vô combat cứ búp cho co, đánh với led rắc đồ chắc khỏe re luôn à. Kiểu búp dòng á, đứng đánh tay bò với led rắc luôn. Giáp bắt đầu được set up ra để tự bảo vệ mình. Ở dưới có 3 điểm cứa rồi, bây giờ YG cứa vào Palot là bắt đầu đau rồi nha. Palot phải cẩn thận, Bombi đang di chuyển ra. Có một bình máu để cho YG hồi. Nhưng đây rồi pha nhảy lên, Bombi bị bet rồi nhưng không sao. Abed đang muốn giết Timber cơ và bắt buộc Abed phải chuyển sang giết Bombi rồi. Tình huống Abed đã đứng sẵn đợi. Chết Bombi không vấn đề gì cả. Miễn là Ache farm, ba co farm được là game này đánh được. Timber game này Dimdram thì cũng hơi bị mạnh. Sạc bên giờ run cũng đã tới rồi. Abed chưa di chuyển ra đây. Mắt dị đến từ Bombi vẫn đủ để thấy run và vẫn cho vision tốt. Ken làm gì vậy ta? Hay là Ken tự tin? Ken biết mình không vấn đề gì, Ken quyết định là đứng ăn cái Torrent luôn. Còn mắt thấy được cái tình huống Torrent. Một run xịn dành cho Ken. Quá đẹp. Thế trận quá ổn rồi. Tuy người ta đang ăn ngủ người ta bị gác 2k lận rồi. Tôi vẫn thấy ổn á. Ý là nó sẽ có tâm minh. Tâm minh mà đánh tốt là win à. Mình đơn này BKB cộng một đồ, hai đồ gì đó. Chắc là một vì mua Radiant nè. Timber thì một đồ rưỡi. TA thì mấy cái đồ đam. Tùy giờ nấy build gì thôi. Game này đi show tốt. Start với trừ giáp của Ache đánh rất là đau, những con như Kunka đánh ngửa luôn. Kunka sẽ mua một cái phản. Timber mình không biết game này mua gì nữa. Khó mua đồ nha. Bombi lại bị set up rồi, Bombi mở skill 2 lên. Bombi hoàn toàn có thể tăng được. Tiếp tục chém nước quá khó chịu. Còn 10 stick cho Bombi. Abed lấy cho mình một cái găng tay duelist rồi. Găng tay duelist á. Smoke lên bắt Archimedes. Một tình huống scan để thủ đến từ Chidori tốt. Đánh hơi hay, lui về cực tốt đến từ Chidori hack map rồi. Có đào được một con Kobold có thể block arrow. Mắt thủ được set ra bởi Castaway. Đẩy lên nhanh để lùi lại đến từ Ken. Ken né găng tốt, biết đối phương vừa nhá lên trên nên là sẽ quẹo xuống dưới. Nhưng không sao cả. Siêu run chết top. Không ảnh hưởng lắm tới cục diện khi mà đối phương là một con Kunka mid.
Có binh vào người Oracle. Gong Stun setup. Nhưng chỉ để chạy thôi. Slada có một cái bubble safety. Mirana đang có bị thấy. Giải tốt. Đợi lại gần mới giải. Chối chân được Gabby một nhịp. Còn Bi đang giữ mid cho TA farm stat. LS đâu rồi ta? À, LS đã tele, à, không chui cổng lên top. Ăn cho mình cái trụ top. Đất lại rồi, Mirana đang connect qua. Họ biết Ken không có siêu. Bây giờ phải nhảy, Ken sổ tốt. Có thể ăn được mạng của em trai, nhưng Ken ơi, Ken. Ken cần cẩn thận, mở reflection lên là tốt. Bên kia dí vào, nhưng ngay lập tức có giải, nhưng đó là tình huống bad. Có búp, chưa có cho mình cái ulti để có thể cứu, nhưng tình huống búp rất tốt. Giga vẫn sống, nhưng đó là pha bad. Last hit đến từ Gabby. Nhưng ở đây có bị outplay không? Ken mở được reflection là tốt, Ken vẫn còn sống, nhưng reflection hết rồi, giải hay. Fail Romai đúng không? Fail Romai, ok. Akimit vẫn đang farm nha. Nhưng mà đối thủ của họ bên chiến tuyến kia là một con LS. Có vẻ sẽ không quá dè chừng một con Ache. Fortify mở lên, ăn chủ mid đến từ team Bloodlit. Bom nổ rất đau. Lát nữa Bambi rải. Đội hình bên kia toàn tay ngắn. Tay dài đánh bom chắc cũng không kịp nữa chứ nói gì. Quan trọng là vị trí đặt. Bom đang di chuyển lên, set một bom rồi. Thấy được team có trap nha, team cẩn thận là chết nha. Nhảy hay đến từ Bambi vừa đủ ren. Một mạng ngon. Bắt đầu set bom ra. Tính ra là bên Neon thủ mạnh lắm luôn. Trap nè. Bom nè. Tí nữa đánh với TA là phải mua game. Đây họ thấy được CM di chuyển vào cấm ward rồi. Khả năng là có thể phá được. Không, hơi khó nha. Nhưng đoán được. Lên luôn. Ken rất chiến. Bây giờ Ken bị set up rồi. Thật sự là Ken đánh rất khổ báo. Nhưng cũng kịp không cứu kịp đó. Bây giờ sẽ có những tình huống heal vào. Vẫn đang bị ít, vẫn đang bị cay. Giải tốt. Sống hay không đây, khả năng sẽ sống rồi. Bambi đang tăng, Bambi cấm đánh, Bambi dính Euro, Bambi dính hơi nhiều skill. Nhưng sẽ đổi được mạng của em chay. Bambi chưa chết và Bambi báo ra một lượng đam quá mạnh. Bây giờ là cái Radiant của Chidori tới. Và lấy cho mình double kill. Quá hay. Bambi chưa quá tốt. Và Ken đánh rất nhồng, nhưng mọi thứ nó hoàn hảo. Còn một máu Oracle búp. Còn đúng một hit thôi. Mọi thứ quá hoàn hảo cho Neon. Không ai chết trong tình huống vừa rồi, ăn 3. Cũng LS game này khó carry lắm. Mạnh thì có mạnh, nhưng mà bên kia trừ giáp nè. Một con Timber hoàn toàn thể deal dam mọi người thì LS. Thì mà nấy hết Ray. Mà bây giờ mở Ray thì cũng deal được mà. Network về không rồi, chỉ cần tâm minh tốt thôi. Chidori có đồ, đang mua thêm một cái blink. Support bên kia không gì đáng sợ cả. Ngoài cái moonlight nguy hiểm ra thì họ chỉ đánh single target thôi. Oracle game này mà giữ vị trí được thì coi như là không có cách nào mà bớt ai cả. Họ không có những hero nhảy vào tìm Oracle. Slada thì không quá tối ưu, nhưng mà Slada có kit nha. Đây là một món đồ tương đối nguy hiểm đó. Nhưng anh ấy sẽ không có blink. Đánh mình muốn giết Oracle rồi là phải Night Stalker rồi đó. Nó mới sợ. Thiệt sự gặp Night Stalker nản luôn á. Chơi mấy con núp bụi mà gặp cái thằng đó là chơi lười luôn. Run DD dành cho Ken. Còn bị mua gì đây? Còn bị mua một cái bập vai. Và sẽ lên Sola. Tách trừ giáp nè, có thể búp giáp. Cover lại cái lượng trừ giáp của Slada. Một đồ tốt. Mình nghĩ em này nó là một đồ tốt. Trừ giáp của bên Neon cũng không thua kém gì đâu nha. Một cái mèo. Một cái acid. Hít lại, Oracle đứng đây thì có gì sợ không. Nhưng cẩn thận bị sai lầm nha Oracle ơi. Oracle vẫn giữ vị trí tốt. Ken ăn nhiều thứ quá. Orchid hay. Bambi nhảy vào tương đối đẹp nhưng không cứu nổi rồi. Cái Orchid mang ra là quá tốt. Sử dụng lên người của Castaway và không cứu được. À,
đây Moonlight mở lên. Ken thật sự là đánh nhồng thiệt, phải công nhận là đánh láo quá. Không sao, nó có cái giá của nó thôi. Có lúc thành công, có lúc gãy thì tôi nói chết riết luôn. Đổi sang BKB để có thể lao lên team fight. Vì frontline không có ai frontline, cái team bơ cũng không phải frontline thời điểm bây giờ. Team bơ Mukaja nên là BKB nghĩ là một đồ ổn rồi. Họ có thể contest Roshan trong những phút tiếp theo với BKB chứ cầm cái link thì không thể nào contest được cả. BKB sẽ buy time để cho đồng đội giữ vị trí, có thể hit. Lựa đồ hợp lý đó, mình nghĩ mua BKB sẽ có thể contest Roshan. Một nước đi ụt quá tốt. Mà nếu mà thắng được combat ở Roshan nữa là coi như là có thể thắng game luôn. Rồng tool hay không, có thêm một chối follow nên việc giết là có thể. Nhảy lên đồi rồi, chưa có vision để có thể cast, bây giờ nó cấm luôn. Chối Oracle sẽ không chạy được, thêm một nút, đó là mạng cho cast away. Một đường vẽ lên, muốn kiểm soát Roshan, khả năng tự ăn của Neon là cũng có luôn. Nó hoàn toàn thể ăn chứ không cần phải contest. Timber sẽ đè farm. Timber game này rất là mạnh, nhưng mà anh ấy đi lane khá là nghèo. Smoke. Bộ ba này hoàn toàn có thể giết được Slada. Sức độc ra để đẩy lên. Chui cổng xuống dưới, một nước đi hay không? Một nước đi hay, ba lót máu cái gì mà còn có một chấm vậy? Nhưng mà vi sảnh đây rất đẹp cho ba lót. Chui xuống rồi. Set bom ra. Có bà vai. Và thêm một mắt đẹp ở sâu bên trong đến tụi Bambi không? Cắm ngoài lane nha. Lấy cho mình Watcher, cắm một mắt ngoài lane. Không, đang đi vô. Một mắt đẹp đến tụi Bambi. Ăn được chủ bot. Gặp ba lót. Đồ luôn. Bơ đen ở gần. Tele xuống để có thể chui thì phải. Có Dagger chưa? Có Dagger nha. Bây giờ Oracle hơi khó nha. Nhưng mà con mắt cái này là chết Oracle rồi. Cắm lên rồi nhưng không có Senchi. Oracle phải chạy. Chạy đi không linh được. Bây giờ thì thấy đối phương đi xa quá. Nhưng đó là BKB mở lên nhồi vào Bambi với một cái thuyền. Bambi không cần cứu Bambi. Thế này không được đẹp. Nhưng mà mắt trên đồi quá ngon. Ui. Và đó mà dính đam là không linh được là coi như đi. Một con mắt đẹp quá. Oracle pha đó không có Senchi, không anh ấy cũng cắm. Chắc chắn là đã cắm mắt kia lên mà tại vì không có thôi chứ không phải là gì. Cũng may là có BKB sống được cho tình huống vừa rồi. Nhưng nên contest Roshan không? Nhưng mà BKB đang xoay. Ngay lập tức là Blacklist, một pha côn vào ăn Roshan. Không BKB thì mình nghĩ phải bỏ thôi. Hơi khó nha. Led cũng mua Radiant. Một pha scan của Radiant để đảm bảo pha ăn Roshan lên không hơi muộn rồi. Roshan sẽ được ăn xong. Mekka được bấm lên. Nhưng Led Teleramid có thể đánh top. Họ biết Led Teleramid rồi. Vì Led là người cầm hồi sinh và sâu mid rất nhanh. Bây giờ có thể đánh top. Nhưng bên Blacklist họ cũng lùi lại. Map tốt được cả hai bên. Một rune xịn cho một cái Radiant của LS. Một đường vẽ. Muốn farm ở dưới. Kiểu như mình bỏ map nhiều quá rồi mình phải farm đi. Một pha dồn lên top không có hiệu quả. Không có test Roshan dồn 5 người lên nên bây giờ họ đang muốn farm lại. Oracle là key của game này. Để Bambi nên hỗ trợ cắm mắt cho. Thiệt ra mua cũng có mua đó. Oracle thật sự cần đồ để sinh tồn trong game này. Mỗi đôi giày không là không có đủ được. Ui một cái run trâu quá đến từ Ballot. À nãy chưa có Radiant nữa mà sao người sáng sáng vậy. Tormental và đó là sạch cho team.
sạch không quá xịn. À, một cái God Summer Cap, Counter và TA, đồ thần để đánh với TA. Lợi ích là một con ngọc có gậy xanh rồi, đánh combat tổng sẽ disable rất là tốt đến từ Kunka. Gabby game này đánh kinh nha, Gabby tự bấm smoke rồi có thể chui. Có để ý, ai để ý không? Kìa nó biến mất rồi kìa. Binh, binh, ai binh không? Không ai để ý rồi. Oracle, Oracle mà bị thấy là chỉ có băng hà thôi. Họ đang hút. Đạp bom rồi, có bom hay đến từ Bombay, biết đối phương smoke. Thằng đây là nào si Ken bay. Nhưng mà quá tự tin rồi. Thật sự Ken đánh phải gọi là nhồng. Nhồng vậy mà vẫn về được đến từ Ken. Ủa chết rồi. Ủa cái gì chết vậy? Cái nổ Orchid chết á. Ảo vậy. À đó nổ Orchid chết á. Nhưng đây không hề có BKB đang nút đam. Trời ơi. Anh ấy báo quá nhiều skill. Đủ đam hay không? Đủ rồi. Nhưng Bombi yếu quá. Không nên cứu Bombi. Cứu búp luôn á. Có vẻ sợ bị Orchid nên anh ấy búp luôn. Nhưng bây giờ ai cứu? Một pha cứu hay. Lao lên đến Chidori. Nhưng đây không phải thế đẹp. Oracle không còn ulti. Oracle mà đứng đây chắc chắn sẽ chết. Phải BKB để chạy. Rồi hy sinh Oracle vậy. Cầm đánh hay bài tam cho Akimix về. Ui bị Orchid rồi. Bây giờ dính Arrow nữa. Trời ơi. Ken nhọc quá. Ken ơi. Tầm này Tam Minh vẫn đánh được. Ken đi lâu quá. Ken biết địch smoke ở đây mà Ken vẫn lì lì cái mặt ngựa mít. Cũng hay á, về được, tôi còn không nghĩ về được á. Mà về được lấy hồn máu bị nổ kíp chết. Sao vẫn đánh được, vẫn đánh được. Oracle sắp có linh rồi. Mối hiểm họa của Oracle trong game này thì chỉ có thằng Guppy thôi. Hồi nãy nó cũng xui, hồi nãy không có ai tuôn con Kunka lại, nó báo nhiều thứ quá. Chứ mà giết nó đơn giản thì có khi quýnh được rồi. Giết nó mà mất hết máu luôn. Nhưng mà phạt cứu hơi hài nha. Thôi rồi, bắt đầu rồi. Radiant structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Thằng này láo thiệt. Tại sao không chạy đi ta? Sao phải đứng quýnh con Mirana vậy ta? Mày hiểu con Mirana dám lủi vô người bạn á. Chắc chắn á là nó biết đồng đội nó đang tới nó mới dám lủi vô người bạn. Chứ nó một mình nó lủi vô làm cái gì đúng không? Nhưng đây là phải mở mèo lên chẹt 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 mấy cái. Xong cái thay gì đó vô bụi luồn luồn lách lách đi có khi cũng được. Nếu gì dễ vô quýnh người ta luôn trời. Nó có tele mà đúng không? Luồn luồn mở redirection linh TP tự nhiên đứng quýnh Mirana. Con Mirana nó mà biết nó chết thì nó đã không làm vậy rồi. Nó phải biết nó không chết nó mới làm vậy chứ. Vì 1-1 thì nó kèo dưới chắc rồi. Thôi rồi lại là những cái moonlight. Gabby game này đánh hay quá. Cái Orchid rồi nghĩ là Neon nên tích với nhau. Ken nên đánh cùng với cái khả năng tăng hiện tại. Tuy chưa mạnh nhưng mà ít nhất là Chidori có thể gọi là lao lên cho Ken hít. Chứ Ken cứ đợi BKB bây giờ không phải giải pháp. Mình nghĩ vậy. Tại vì bây giờ muộn rồi. Nếu đợi nữa là game nó trôi lắm. Đồng đội cứ ngửa ra chết. Ken nên cứ đi với team lựa vị trí đánh thôi. Thấy farm BKB tới chừng nào. Đây rồi, một pha vụ tốt không? Một pha có thể là vụ tốt. Bây giờ lao ra rồi. BKB mở lên rất nhiều cùng với một cái ray nhưng đang bị dí là Castaway. Castaway chết luôn à. Bây giờ nhảy ra đến từ Bombi set rất nhiều bom. Ken chưa hit được ai cả. Phải bắt là tốt nhưng bên kia không vào, họ đang cai. LS đang quá khó chịu. Không làm gì được. Đánh quá khéo đến từ tìm Lanlit. Một pha đứng sẵn hết rồi nhưng vẫn bế tắc. Bên đây hai support mua đồ quá trâu.
Mà con này nó có cái này thì con TA nó đâu có thể nào mà giết được con Miranda đâu. Đó cái Usammer. Gabby hôm nay đánh tốt quá, mua đồ di chuyển. Lựa mục tiêu của Gabby quá tốt. Bà lót game này thì kiểu chùm rồi. Vô đồ chùm rồi. Bịt. Búp trước một cái kháng phép. Vị trí vẫn ổn. Búp tiếp à. Búp sớm vậy. Bây giờ nhảy ra quá đẹp, bây giờ là cứa. Nút nổi hay không, bên kia phải gọi là quá heo thì không có ai mất máu. Sau tình huống nhảy ra đến từ Chidori, cái Chidori đang bị cai. Và họ lại tìm Castaway. Castaway cố gắng sinh tồn nhưng cũng không được. Hết rồi. Tam Minh này không thể nào đánh lại rồi. Bên Bandit quá mạnh. Oracle cứu xong thì phải đánh được rồi. Cứu xong cũng chỉ bỏ chạy thì hết rồi. Gabby game này đánh kinh quá. Orchid phải BKB đi về luôn, quá khổ. Dire's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Fortify mở lên. Rắc thì chưa mất, nhưng tiền thì càng ngày càng tăng lên. Carry của họ chỉ là một con Ache thôi. LS thì chắc chắn không có gì phải sợ Ache rồi. Còn có một con Slada nữa. Timber game này thì có vẻ đi lên thọt quá, nãy cũng chả làm gì được trong combat nè. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant are scanning. Làm gì đây? Nên làm gì đó. Thật sự không có cơ hội để đợi cái con TA BKB nữa, nó không thay đổi được. Nhưng mà đọc map thì phải gọi là quá tốt. Đến từ Blacklist họ lui lại, họ xài scan. Tam Minh này 10 giây nó Roshan ra. Cần một cái vision tốt, nhưng mà nhìn kìa, nhìn vision của team Blacklist setup kìa. Chắc chắn là quá khó với con mắt ngay đây. Lao vào. Gặp được. Nhưng đó là Linh bắt ai đây, Oracle bay màu. Có cover của Bambi nhưng Oracle vẫn sẽ phải chết thôi. Ai cứu đây? Coi họ quýnh một con kia. Hachimix kìa. Những con mắt được cắm quá đẹp đến từ Blacklist. Oracle dần mất Simoc là chết. Bị tay đôi nhảy không? Ui cho Bambi không nhảy qua đó ta. Nhảy chứ. Tại đủ đam giết mà. Nhảy tuôn được thì giết, không tuôn được thì nó BKB lên đấm. Đấm chết luôn. Tuôn lâu không? Tuôn chắc ngắn à. Có dây tư à. Không tuôn. Nhưng đó là tuôn cung ca. Rồi. Gõ trời, cái Sola cứu. Cái Sola giúp cho Oracle sống khá lâu. Nhưng là không đủ. What Auren. Lão lên tiếp. Đó là Sola búp vô. Cứa rất đau, đang nhồi nha. Nhưng không ai bấm BKB cho tôi uống bớt đam cả. Và bây giờ cung ca tung mọi skill ra. Và cung ca bấm được chi lên. Những tình huống bớt đàm không bấm BKB đến từ con của Neon. Thôi họ cũng hết cơ hội rồi. Những đó dù gì cũng là một cơ hội mong manh, họ có thể giết được Kunka. Một pha nhảy vào cú đến từ Slada quá đẹp. Giải pháp gì đây? Sau cái game này thì giải pháp gì cho Neon khi Blacklist đánh như này đây?
Tôi nghĩ là có khi Neon muốn bích Silada lượt cuối thiệt á. Nhưng mà thằng Lich nó lấy luôn. Tại ngon mà, Silada là một option vừa đi lane với LS mà vừa đánh cho game này ok, trừ giáp các kiểu. Timber sẽ được đưa ra mid, có cảm giác nhẹ, nhưng mà lượt bích Silada tốt. Mà Gabby đánh cũng hay nữa. Gabby này đánh quá xuất sắc luôn, như 907 đúng MVP luôn á. Nãy giờ combat nào Gabby cũng giết Oracle á, không có combat nào không giết. Quýnh nó quýnh như con luôn á. LS nó quýnh từng người một. Kiểu như thằng nào, thằng này chạy rồi đúng không, thằng nào vô nữa. Nhưng mày láo. Nhưng vẫn sủi được. Rồi Moonlight lên rồi. Lại cút luôn, cút luôn. Bị ít giật về nhưng rất may. Bây giờ có BKB không? BKB còn 2 giây và không cứu được. Còn bị cố gắng nhảy ra nhưng mà Oracle bay màu luôn. Quá mạnh đến từ lên lên từ chi chi của con rồi. Nice try. Nice try, nice try. Lên lên đánh con quá. Nhưng mình nghĩ Neon cũng đã có được những thứ gọi là tốt ở game này ở early rồi. Đặc biệt là pha giết 3 mid quá ngon. Hoàn hảo. Mỗi đứa hoàn hảo thì tình huống đó mà. Có vẻ là không làm lại rồi. Ok, mình đợi game nha. Xuống ăn xíu rồi, đói quá. Đôi qua, đôi qua, đôi qua. Ngoài chơi đi. Khui bay ở bao nơi đón chờ. Đi ăn ngon, đi muôn nơi. Đi ăn ngon, đi muôn nơi. Đi ăn ngon, đi muôn nơi. Khui bay up. Mau đi thôi. Bay up sảng khoái cho trải nghiệm bất tận.
mở laptop mới, đón thành công mới. Khai xuân năm rồng, mọi việc hanh thông. Cùng Thế Giới Di Động bừng giá sốc. Laptop HP giá chỉ từ 8.990.000 đồng, trả trước 90%, góp 0% lãi suất. Đến Thế Giới Di Động sắm laptop ngay. Nescafe cà phê Việt với hương thơm và vị mạnh đặc trưng, tỉnh táo cho nước đi táo bạo. Nescafe cà phê Việt, cà phê mạnh nghĩ mạnh rõ lối. Cuối tuần là dịp để tôi dành thời gian đi chơi xa cùng bạn bè trên chiếc Territory. Có thể nói Ford Territory không chỉ mang đến sự thoải mái tự do cho cả bọn nhờ vào cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Bản thân tôi cũng vô cùng tự hào khi cầm lái nhờ vào thiết kế ấn tượng, mặt ga lăng và đèn LED ban ngày chạy liền mạch, toát lên dáng vẻ Radiant Team Bạn. Với các tính năng công nghệ tiên tiến, tôi cùng nhóm bạn có thể thư giãn, trò chuyện, cùng xem phim, nghe nhạc trên màn hình cảm ứng. 10 seconds remaining. Radiant Team Bạn. Cho tôi và bạn bè một trải nghiệm. 10 seconds remaining. For Territory. 5 seconds remaining. Radiant Team Back. Radiant Team Dire Team Back. Dire Team Radiant Team Pick. Red Rider! Team back.
5 seconds remaining. Đoàn tính quá. Thu hút quá. Suy tình 365 ngày rồi. Tỏ tình đi. Hoàn hảo quá. Em có chuyện muốn nói. Anh có biết Thanh Xuân như một ít trà back. Trà hả? Nè, đây là trà bút non tì bà sáng năm mới. Ngon lắm, mời em. Uống ngon nha. Trà búp non T365 ngon đỉnh cao. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Alo alo. Sao đây? Phê quá, phê quá. Lấy miếng nước ra đây. What we got here? Lát lít 1-0. Lát lít sẽ lát bít Radiant tiếp. Kỳ này thì Neon phát bít. Ban không có Winter, có hút win. Lấy cho mình con bát. Bát thì flexible, có thể bót 4, bót 5. Thằng mập nó ngủ rồi, nó thức nguyên đêm, nó gỡ răng, nó lưu chít nên là nó không có vô. Ok, rất đẹp. Cặp này phong thủy tốt dành cho Neon, Neon đánh xe to hay win lắm. Nhưng mà mình không thích con bát vô đây, mình cảm giác là thằng Castaway nó win mấy con khác sẽ dễ win hơn. So với một playstyle kiểu con bát Raider, nhưng đương nhiên là không có nói không biết chơi. Kiểu như Enchant đồ á, Disruptor mình nghĩ sẽ dễ win hơn cho Neon. Nhưng tại vì phết bích thì họ con tép bát thì cũng dễ hiểu rồi. Tiếng nhỏ hả? Alo. Radiant team, dire team, grim stroke. Ok, grim chốc đi với TB. Họ sâu tất cả position luôn. TB rồi. À, phải đánh đầm phép. Mid let rat bắt ban rồi. Có mọt nhưng tôi chưa thấy Chiruri đánh mọt lần nào cả. 5 seconds remaining. Zoot. Good game for Zoot man. Nhưng có cần bít ở đây không? Có thể bít ở lượt sau, bít vị trí carry cũng được. Chứ không qua phay sau nó ban carry. Mid thì mình vẫn cân nhắc được một xíu với nhiều option hơn. Carry chứ còn mọt. Còn Void top 1 và top 3. À Void ban rồi. Đánh với TB thì mọt ok đấy chứ. Game này không có Mirana. Rap này rap thuận tay Neon thấy dễ quýnh được á. Chắc không quýnh Ache đâu nhờ. Máy bay Medusa không, tôi vẫn thấy một một top một mà tôi không thấy thằng Chidori nó bao giờ lượng một. Khủng long nào mà quỷ đường rút ta,
vút già mà đòi khủng long đòi ủi á. Nhảy ngang qua cái thấy hết ủi rồi đó, là đang nói tới lúc nó cầm BKB đồ luôn á. Ok, anh này thì anh thích máy bay đồ hơn, anh không có thích mò. À, mấy team gặp cũng hay bay máy bay với Medu, nói chung anh này thợ nhiều tia, bắn multi shot. Quan trọng những game như này kill test tốt, đầu tiên cầm hút quân center rồi lên quá mạnh luôn, không có LS để đối đầu lên này, rồi coi như carry cũng lết lết quấn khó lắm. Nghĩ game này sáng lắm luôn á. Tại vì con center này thằng Giga đánh tốt, đánh cặp với hút quân nữa, lên này giết con CM hoài luôn á. Có rút vô nữa là lụm luôn TB. Bạn đi mass một hero khủng long có thể đi mid, đúng rồi, khủng long đi mid. À, ý ông kia kêu ủi là khủng long đi mid hả? À, đi ủi thì đâu có chết được đâu, đúng không, sao chết được. Đi lúc đi lane đó banh vút được kìa. See, I have my set of pro player brother. 10 seconds remaining. But I cannot play. 5 seconds remaining. Thừa thắng xong lên. Ban mass rồi. Chắc họ nhắm chừng khủng long đi mid. Kunka còn không? Thì ra Kunka vào đây không sợ lắm. Nhưng Neon bích trước. Kunka không quá ngảo, mình nghĩ một con đam phép mid sẽ tốt. Mà bây giờ con gì cũng bắt out, con lết rắc out, con rút out thì con gì vậy? Đam phép ở mid hả? Dire team ban. Game này tụi Black Lit không có mua đồ heo thì được á, nên là việc núp từ xa khá là mạnh của Hút Win nè. Rồi máy bay cái tên lửa đồ khá ok, banh Lina hay đó, Lina đẹp á. Banh Lina tôi nghĩ là khá là chuẩn chỉ. Vì nó cũng có thể chơi đam phép luôn. 5 seconds remaining. Thằng Ken thì giống đánh voi quá. Cái tính cách của nó là chắc nó sẽ chọn voi giống qua, chứ nó sẽ không chọn Kunka. Đánh nhồng láo láo. Voi đi. Thấy cũng không tệ lắm, voi spirit. OD hả? Nghĩ kiểu thằng Ken không đánh OD đó. Thì ta không những biết tướng mà ta còn hiểu cả player nữa mà. Cái cách nó chơi nó nói lên cái tính cách nó rồi. Nó không thể nào chọn những con OD được, giống cái thằng Chidori đó, nó không bao giờ nó chọn con mọt á. Đặt lên bàn cân con mọt, con máy bay và con Medu, nó sẽ luôn chọn con máy bay và con Medu chứ không, nó không bao giờ chọn con mọt cả. Thì nó trước giờ nó chơi như vậy rồi. Kiểu như thằng leader ví dụ hỏi đi, mày thấy thằng này sao, đưa ban đó ra chắc chắn là nó không bao giờ chọn con mọt. Con mọt là loại đầu tiên, không cần suy nghĩ. Lánh lít chơi gì đây, tôi nghĩ chắc sẽ vẫn để Rainbow Mid đi. Không, Rainbow Mid vẫn đi off. Được game này, khỏe, không vấn đề. Từ 5 giây, cung ca không hay lắm, tạm. Chắc là hết option rồi. Mình vẫn thấy win được. Đây là một playstyle ok với Neon. Neon nói chung thích dập. Nói chung quan trọng là mình thích Neon với cặp Centaur và Hút Win. Cặp này tụi nó đánh rất là hiệu năng. Nhưng mà nói chứ tụi lên lít đội hình cũng mạnh. Nhưng mà tôi tin cái lane Hút Win và Centaur sẽ thay đổi game đấu và giúp Neon thắng. Chứ không phải là bát, không phải máy bay, cũng không phải voi. Mấu chốt ở đây giúp voi là gì đây?
Lên sếp bỏ máy bay đi là máy bay chết chắc rồi. Bắt chắc chắn phải phần lớn đứng ở lên. Quá nguy hiểm, còn không máy bay phải vô rừng. Nhưng máy bay không phải con vô rừng tối ưu ở những level 4, level 5. Khi mà support đi ra chiếc rune thì tức là đầu rune ở trên là khó rồi nè, thì phải có chắc được rune dưới. Rune dưới thì cũng đúng. Ngược lại bên kia thì nó nghĩ CM đi là ba lót khó liền. Cũng cân bằng. Khả năng chắc rune tôi nghĩ là khá đều cho cả hai team. Support 5 với lựa chọn việc ở lại hay chắc rune. Nó phải cân nhắc hơn chứ không có bỏ đi một cách thoải mái được. Ok, hút win cho Bambi thì vẫn winnable đó. Công thức chiến thắng đầu tiên. Bambi đúng đúng thuận tay. Có thêm một con Centaur phong thủy dành cho Team Neon nữa. Họ chưa thua trận nào với con Centaur cả. Từ lúc tôi coi thôi nha. Những game tôi coi thôi. Cầm Centaur là win game dễ. Game này khả năng tìm kiếm một con Rim là hoàn toàn đầy đủ. Họ có voi, họ có Centaur, họ có bát. Rim chỉ cần lộ mặt là có thể bắt được. Rim khá quan trọng. CC của Team Neon cũng rất là nhiều. CC cứng luôn á. Xuyên BKB có, CC cứng có. Voi Woodbine xong luôn rồi. Woodbine xong luôn rồi. Không Wood nguyên cây Woodblast luôn. Đánh với TB mà Woodblast hợp lý. Còn cái cây này làm gì? Cái này công thức lên nhìn chán thật chứ. Đồ, tự nhiên miếng đam phép với cái cục đam tay. Tờ heo á. Gì đây. Ok, cố lên. Game này mình thấy sáng sủa đó. Lên boss của Bambi chỉ cần chơi tốt thôi. Game sẽ dễ, sẽ dễ. Kỹ năng check của giờ làm cái viền đẹp ha, nhìn nó kiểu xịn xịn đấy. Cái viền đèn ren trụ à. Một racer luôn. Thì hai con này kêu như đã nói kêu test khá cao nên có vẻ là Ballot sẽ cần máu. Máu và đam hơn so với một cái Red Band. Bambi đang rình để ăn trộm rune thôi. Có vẻ sẽ không ăn được. Mỗi bên ăn cho mình hai rune ra quân cân bằng đến từ cả hai team. I'm saving your will to live. Gì đây, Bambi đi đâu đây? Cùng xem qua lên mid. Oh, con cá đi họp à? Nãy giờ mới để ý. Tại thấy lát bích, tưởng lát bích trả bét. Con cá đi họp cũng được, cũng nói chung hai con này thấy con nào đi họp cũng được. Một vài khúc. Đẩy lại một cái shield đến từ Ken. Lên này cũng không vấn đề gì lắm đó. Có cần nâng 2 cho lên nào? Chắc không đâu á. Hiểu đâu có tới nổi mà chết đâu mà. Cùng lắm mất máu thôi. Quan cái Remnant rồi kéo về chứ nâng 2 chi. Đầu đó team S vừa bị harass hết máu với một pha quăng bom xăng cùng với cái tên lửa chẳng hạn không flash cannon. Cannon đẩy lên lấy cho mình level sớm. Đẩy về harass nhưng đó là pha deny tay dài hay. Một chém nước đôi. Nên mid 6-1 cho Abed rồi. Rất nhiều rip cho Abed, quăng rem nên trượt rồi. Hôm qua tới giờ là thằng Ken nó quăng hụt nhiều lắm luôn á. Số y hình số hụt nhiều hơn số trúng á. Không tính trúng rip. Hôm qua má anh quăng cái gì mà lắc. Tiếp tục deny tay dài là hình như con khủng long cái model của nó to quá. Làm cho Ken lít không được. Vào con tay dài thì phải. Ở dưới những level này thì TB rất mạnh, Bambi phải chạy, con TB tầm này rất khỏe. Bambi sẽ nằm phết luôn cho bà lót. Những level 1 thì vẫn còn quá yếu cho bộ đôi lên boss.
TB thì riêng khoảng biến form ở những level đầu là vua rồi. Đi lên top đến từ Balot và MJ. Hụt nữa rồi kìa. Cái cục sạp bây giờ là kiểu đốt rip đúng không nhỉ? Đây lên top khá ổn. Tôi muốn chơi hay đến từ Castaway. Wow, đánh bắt rất tốt nha. Nãy giờ tôi thấy lên top là Harap kinh lắm luôn á. Một đều. Và lên này Harap mạnh. Bên kia mất máu rất nhiều. Đây là pha mở Black Cannon Harap. Gabi không còn máu luôn. Tìm ếch phải mang bình máu lên. Thì cắm ra để anh lock cái bãi và có thể bull. Black Cannon mở lên để với Harad. Ở đây là buff Inswell để tranh giành cái vòng sen này. Nhưng team S sẽ chết chắc. Đặt nước dính đôi luôn mà. Quẹt thẻ dính đôi. Hơi đen dành cho Neon. Ken ở mid 14-4 so với 16-3 của Abed. Bombi ở Neon hay ở Blitz vậy là sao trời, hỏi cái gì đó ta. Bombi ở bên Neon nha. Bombi ở đây bị Harad đuối máu. Chà lên này tôi cái đi ghê quá ta. Có vẻ là do mạng phân loot nữa. Harad liên tục một phát bắn binh bon không có hiệu quả của Bombi. Giờ rune đã tới, Bombi bắt đầu đi start rồi. Rune water rune thì không quá quan trọng. Này là Blacklist nha, không phải Blitz nha, Blacklist. Blacklist khác Blitz. Blacklist này cũng lớn lắm. Bên Binoy lớn lắm. Top lay Mobile gần á. Cũng top team đấy. À nâng 2. Ủa. Cái thằng Ken nãy nhầm thiệt. Và nó nhảy lên đâu có để ăn rip đâu, nó vẫn có nhảy lên. Nó nhồng. Đầu đó dưới khó rồi, lên boss của team Blacklist chơi quá tốt. Nhưng lên top của Neon cũng vậy, họ đang có những tình huống xử lý hay. Quay là chém để ăn cho mình con ó. Và chết thôi, chứ để máu như vậy, tốn tiền mua mình máu cũng vậy thôi. Dire's middle tower is under attack. Ở đây bị giành bãi tách rồi, thôi rồi khủng long qua bét đi mít quá hiệu quả. Còn hai con to mất một con, bây giờ level 6 cầm cái đầu của Ken giọng Ken hết máu. Đâu đó MJ tiếp tục giết Bombi, lên boss fail rồi, lên boss có vẻ thất thủ rồi. Mà mít thì có vẻ bét cũng chơi quá tốt, ăn tách thoải mái. Nhưng đó là giá trị khi mà họ lát bít Kunka để Kunka đi top, nó không quá hiệu quả với một con con gì đây, con rim chóc, nên là lên top của họ cũng đang thò. Mọi thứ không như mình dự đoán, là có vẻ lên top của team Neon mới là cái lane đang chơi tốt ở đây, có thể cứu vãn cái game này khi mà lên boss đang quá tệ. TB của Balot đi lên quá cứng, còn có một cái Lotus nữa. Mùa giáp phản về phay, giờ rune đã tới rồi, phải check rune, con khủng long có rune rất mạnh. Đang cầm chừng ở khu vực giữa để có thể ăn rune. Rim chóc thì check top. Kéo rồi, đó là một cái rune top. Phá được rune. Nã, rocket barret 3 điểm. Một rocket barret hết máu. Hại thiệt. Bombi level hơi thấp, Bombi bị dí. Bombi bị gõ phải chối đối phương vào cây, nhưng thậm chí Bombi có thể chết ở đây. Balot chạy quá nhanh, Balot di chuyển khéo nhưng vẫn dính cái stun của Jigger. Abed đang đi chợ mít. Abed hút mém tí là Ken dính combo cho chết luôn, nhưng Ken lướt đi kịp thời. Bộ skill này quay có mười mấy giây. Nhưng bây giờ Ken đang mất nguyên một quay khi mà Abed chặn cổng rồi. Bên Neon muốn giết Abed thì tầm này chắc phải có máy bay di chuyển ra mới chết nổi.
Có cồn nhau rồi. Trời, hai em từ bombay mất luôn cái chạc rồi. Vậy là sẽ giết được. Có sự di chuyển hay của Castaway. Ủa, Castaway đánh con bát hay ta. Tốt á, tốt vậy. Đâu đó ba lót lại lụm rồi, chịu thôi. Vì giờ dùng người ra mid thì ngay lập tức là ba lót cùng với hai support lấy ngay cho mình cái mạng của Centaur. Fortify mở lên để giữ trụ. Có một cái xe cần phải defend 10 giây nữa thì Centaur mới ra. Thậm chí Kunka cũng rất thọt anh ấy, nhưng mà anh ấy lại đi với team để có thể ăn objective, bỏ lên luôn. Hỗ trợ cho ba lót ăn trụ. Trụ gần bể rồi, dặm tool. Rất đông người ở đây nhưng mà mới hồi sinh ra, không lẽ là chết tiếp. Và thật sự là như vậy, bây giờ cái thuyền thả ra là quá đẹp. Chúng vào người Castaway. Máy bay cũng đang có mặt ở đây để deal dam, đổi được mạng của Gabby. Nhưng ba lót vẫn còn heo thì chỉ ba lót quay lại đánh trả luôn. 2 đổi 2 nhưng mất trụ. Và ở đây Abed đang di chuyển xuống. Đặt bóng rất tốt nhưng có cover được không? Những pha đạp, đập. Rocket Barret đang rất mạnh. Gạt lên rồi nhưng không có gì cancel cái ulti này cả. Tăng luôn. Rocket Barret mở lên lấy mạng em trai, gạt thẳng lên trên. Rồi ken kẹt luôn. Nhưng đây là một cái run regen á. Cái run regen cho Abed. Abed đang đi chợ. Không ai giết Abed cả. Game rất căng. Nhưng mà bên kia họ có những cái objective tốt. Và quan trọng là con TB rất giàu. Hai ngàn chênh lệch rồi. Đổi luôn Harap. Đang mua đổi lại đổi xe combo ngày hôm qua là cái Kaja. Ui mấy bài tách này thì khủng long nó ăn cái một. Hình như máy bay chưa biết điều này. Gạt lên rồi, biết là Abed mới đạp xong. Abed không còn skill. Nhưng bên đây cũng không có ai để kết thúc Abed cả. Bombi level 4, Castaway level 5. Đổi máu. Tem bit lên nhưng làm sao mà né được cái tình huống này đây. Abed chơi quá tốt, Abed sâu phay trên top, Abed tele xuống bot. Abed găng. Không thể nào Centaur đoán được những cái pha di chuyển như vậy cả. Vì anh ấy sử dụng tele. Lại tách. Nãy giờ tách nhưng mà không thấy ai ăn hết. Thấy khủng long ăn không. Ôi một run xui của không dành cho Ken. Một cái DD ngon. Thôi Abed lại lên top rồi á. Bây giờ là ăn trụ top. Không có dấu hiệu defense của team Neon. Bombi game này quá thọt rồi. Không tháo điểm sáng nào đến từ Bombi trong game này cả. Ngoài chỉ tình huống ở mid. Khá giàu. Nhưng có đủ không? Bên kia là con TB. Quá cháy sườn. Con TB cháy sườn luôn. Centaur thì quá thọt. Centaur 3.200 network 2 game rồi, GG bị shutdown. Chứ không chơi game được cái game nào cả. Tiếp tục là tắt á. Mấy con xương này không lóc bãi rồi. Lại tắt rồi, Abed kinh quá, Long An tắt kinh quá. Có giáp phản rồi, máy bay tầm này gặp thằng khủng long công đích chạy sao dám xả kêu. Dữ thiệt, ăn full quay luôn. Đây rồi, thằng tách, thằng ráng, ăn luôn anh sành để recovery. Centaur nhìn khổ quá bây giờ, nhìn Centaur chơi chắc lát nữa gà cái chết quá. Centaur không có gì trên người á. Ba lót thì 6.700 network, quá giàu. Kẻ ăn tách hơi đuối, nhưng đối phương bây giờ đã bắt đầu di chuyển ra để ăn trụ rồi. Rune xịn dành cho Abed luôn.
Dire's middle tower has fallen. Our scanning. Giàu quá. Pháo quật đến từ tim. Bọn mình có ulti chưa? Bọn mình có ulti rồi sẽ có thêm đam. Smoke. Could be. Muốn đi. Dẻ, nó dẻ kìa, thằng chó tìm hết nó dẻ mà, tao nói mày ngay cái đầu luôn. Nó dẻ không trượt cái gì luôn. Rồi xong, đứng đợi luôn rồi. Thằng chó tìm hết. Chỉ lên cắm mắt. Lui lại, bây giờ là chạc vô. Cố gắng né, nhưng đó là phải mở cái stem beat để thoái lui. Nó dẻ ngay cái đầu luôn, nó dẻ nguyên cái đường đi luôn. Kèn nó sao thằng kèn nó nhồng quá vậy anh em, thực sự là nó láo quá. Thằng kiểu như thằng Abed nó biết thằng kèn sẽ nhồng lên luôn á, nó bấm sẵn cái chụp cổ rồi đó, mày cứ nhồng lên tao chụp cái cổ mày luôn, nhỉnh mệt thiệt á, đánh mà lúc nào cũng còn chấm máu á. Mà lúc nào mà mình thấy nó không còn chấm máu là chết rồi đó. Xì móc. Gì cắm quạt rất đẹp. Mắt này là chết. Chidori rồi. Nguyên ngô khủng long. Có Bambi cover. Bên kia chưa muốn vô. Đủ người rồi. Họ sẽ để Kunka set top trước. Xả kêu. Đạp như này thì cây sẽ gãy. Hai cái giáp phản á hả? Thôi thôi, được con máy bay xanh nhất bản đồ team nó mua hai cái giáp phản. Ra mở lắc canon lên, mở xả ba kêu xong chết queo luôn. Thôi bây giờ tách team đạn ăn nữa. Má đánh với bàn lên đít khó quá. Nói rồi, đập Talon dễ chơi hơn. Mấy thằng lên lít nó không xì móc được pha nào luôn á. Ngục luôn à. Dùng bóng phá. Bế tắc. Bế tắc trong bế tắc. Lên lít cứng quá. Mù mình của tụi nó khó chịu quá. Đặc biệt là cái thằng Abed này. Balot thì đang quá giàu. Centaur 2 game rồi không chơi được. Tiếp tục là Smoke đi đâu đây? Đang có di chuyển, kỳ này đối phương không vẽ. Nhưng họ sẽ phải mất đi Centaur. Nhưng liệu họ có đổi được mạng của TB? Có vẻ sẽ đổi được thôi. Tem biết mở lên, Centaur vẫn chưa chết, đổi máu. Chổi rồi, gồng. Đã đổi máu nên không gì phải sợ cả. Đổi rồi mà. Rồi giết khó quá. Bây giờ lao lên chưa ít được. Còn bị sủi được rồi. Nhưng đó là phải sử dụng Centaur để đảm bảo cho phá găng được rồi. Dire's top tower is under attack. Centaur có linh. Máy bay BKB thì có vẻ sẽ có thể là có một team fight tốt. Bên đây họ cũng đang có những món đồ được nha, làm được nha. Đối với tôi không BKB là vẫn có hot nha. Kiểu như sẽ có những pha bắt lẻ chết luôn. Lợi thế về người. Người mua BKB duy nhất bên đây hiện tại là TB. Chỗ này cũng chưa ăn xong. À, bet 2000 máu. Phải giết Grimchoker. Grimchoker có Mekan. Tôi tưởng không ai mua đồ heo thì nhưng không. Team X vẫn mua đồ heo thì cho dù anh ấy chơi Grim. Đây là một cái dấu hiệu chơi cực kỳ đồng đội luôn. Thật sự mua đồ heo thì để giúp cho team Blacklist đánh đi chung nhau mạnh quá. Chứ thiệt ra mua 3 Athelan thì nó kiểu basic quá.
đánh như này là linh hoạt nè. Cái gì mà sợ sợ hãi quá thôi, cứ thêm biết chửi thế đó tính sau. Ôi, chứ để nó lại gần là ngủm á. Radiant's middle tower is under attack. Khó quá, bắt đầu tích rồi. Nãy giờ phải nói là team lấy lít xài cái biến form chưa có cái nào fail. Những cái pha biến form là ăn stat nè, giết người nè, rồi ăn trụ nè. Những cái tình huống biến form chuẩn chỉ của Balot cùng với team. Đúng không? Nãy giờ coi chưa có pha nào mà nó biến mà kiểu không làm được gì, chỉ farm á. Nó farm xong bãi Ancient là nó thắng combat. Nó đánh combat cái kiểu. Bấm smoke lên top rồi sẽ connect vào top B. Nhưng ở đây có trụ, vision là có, vision đẹp, giảm stun. Follow có kịp hay không đây? Bớt đam rất mạnh, lượng đam phép vào TB là đẹp, tên kia lên không kịp rồi. Đây là một pha có lợi thế, vision rất đẹp nha. Tình huống này vision quá đẹp luôn. Ôi trời, coi dừng giáp phản cứu bạn đi. Tun chết rồi, Tun không kịp rồi, bây giờ sẽ bị nhồi. Abed khó chịu quá. Void đâu rồi? Bát cũng không làm gì được luôn, đổi lại hai người. Nó dùng tất cả để giết TB rồi. Không còn gì để đánh nè. Pha đó Tun không kịp, không là máy bay di chuyển lũi về được rồi. Ừ, nhưng qua này hồi sinh ra đánh tiếp không? Tại vì có mắt ở đây nè, mình có thể biết khi nào TB nó lên. Nếu nó không lên tức là ở đây chỉ có 4 người rồi. Mà Ken đã TB xuống dưới rồi. Yêu rune, Ken sẽ ăn chậu. Vẫn gồng được. Một cái tam minh đẹp thôi. Con bát có mắt giống vậy thôi. Một mảnh BKB cho Balot. Tiếp tục là smoke. Balot bắt đầu tăng cái tempo. Bốn thành viên này sẽ đi chung nhau. Họ chưa thấy. Họ scan. Bombi là người phá smoke. Bombi bị dí. Bắt đầu dí với người Bombi rồi. Bombi sẽ chết rồi. Một pha phá smoke ở dưới Ken cùng với Bát. Tè le xuống Abbott rất nhiều. Giga phát hiện điều này, binh rồi. Sẽ kéo đồng đội về. Khang quá. Chưa về luôn, cắt quay nữa hả? Nổi không? Nhìn khó vậy. Mana thì nhiêu đây, giết kiểu gì? Mỗi người một nơi luôn. Đánh lít đẩy lane chia ra. Trời ơi, tele. Xong rồi đó. Rồi mua BKB rồi chết thôi. Hai giáp phản mở lên tự chết. Oh shit. Có BKB. Nhưng bên kia có thể chui cổng nha. Và chui cổng xuống rồi. Neon sẽ bỏ hoặc là sử dụng Sento để dụ. Có đồng đội xung quanh. Nhưng Lanlit không ra, Lanlit cứng quá mà Lanlit vào ăn Roshan. Contest được, pha này contest được. 20 giây nữa mới bay ra. Bên đây ăn không quá nhanh nha. Thế đẹp, thấy được mục tiêu quan trọng. Nhưng thưa dám vào và cái gì vậy, sao loạn choạng vậy? Ken không vào hả ta? Cửa đốt bỏ chạy đó. Úi trời, con bát dầu vậy. Nhưng mà nãy giờ chưa có những tình huống lasso. Khi đây là đồ để đánh team fight. Đồ châu châu được rồi. Quyết định chia ra đẩy lane rồi. Bên kia mất form nên chỉnh lại việc ăn Roshan không? Không, họ sẽ vô ăn cho xong. Form vẫn còn một xíu thời gian. Bài tam tốt đến từ bát Rider. Và tiếp tức là stat đến từ Bombi. Bombi cũng có búa điện rồi. Một lượng đam không hề nhỏ đến từ một con hút quân. Hai
À, Bét đánh game này kinh quá. Bét mang gì ra đây? Bét mang một cái dagger ra. Không sao, không có BKB. Một pha lỗi thôi là nút chết luôn. Ây da, trời ơi, sờ móc ngay cái con mắt. Sao ăn xong rồi nhưng không hề có form. Te le sủi, họ biết là Neon đang xuống. Neon tìm được ai không? Neon chưa thấy ai cả. Vẫn không. Grim búp pinh queo bỏ chạy. Chui cổng lên trên top. Năm người trên top lên từ Neon. Alot. Nhưng ở đây có ward đến từ cả hai team, hơi khó. Ở đây có một cái ward đẹp, thấy toàn bộ đội hình luôn rồi. Dire's middle tower is under attack. Một cái rít. Chạc không. Bấm chống lên để bỏ chạy. Chạy rất nhanh, bấm cả Stampede luôn. Bảo Fortify không cho Ken đẩy cái quay này. Tôi tưởng nhảy ra đây farm chứ. Thằng này nhồng lắm, thằng này dám lắm. Rồi rồi. Tele ở đâu mà lâu quá, tôi thấy lâu hơn đó. Hình như là Tele outbot. Abed đi chợ rồi. Phải nói là Abed di chuyển trên map khó chịu quá. Họ bấm smoke, tiếp tục một smoke nữa chui cổng và một người sẽ TP để chặn trước và sẽ bắt được YG. Linh Linh qua gặp nguyên con khủng long. Giá phản. Gặp bị last hit, gặp bị sắp có BKB. Game này khó rồi. Trôi rồi. Đối phương lên BKB hết rồi. BKB nè. BKB gần xong rồi. Khủng long này đủ châu. Hai người đồng đội BKB. Dire's courier has been killed. Làm gì đây? Chưa có một dấu hiệu smoke thành công nào đó. Nãy giờ tìm Neon smoke mấy anh kia nó đọc. Nó đọc ngay cái đầu luôn. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Trời, lại tắt nữa rồi. Đó còn khủng long farm tách game này, farm hết tách của Neon luôn. Mình nó farm không. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's top tower. Đây là pha ăn. Inswell nổ bị chụp được rồi. Đổi máu hay không? Đổi máu luôn và Giga sẽ chết. Nhưng đây chỉ có hai người thôi. Nhưng mà lại chủ động nhảy ra luôn hả? Ok. Digit 3-0. Đây là một cái màu 3-0 sáng trưng luôn. Radiant's top tower is under attack. Đúc nguyên một cục hết luôn. Bắt game này đi lên tốt nhưng mà giai đoạn mid game không lẽ có công dụng gì á. Cũng chịu ảnh hưởng bởi lên boss. Úi xồi, Abed bắt bài. Bong. Dominating, I guess. Unage. Năm mươi giây cho cái AJ biến form luôn, chủ gần bể rồi. Những pha rát khá đau nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Pha đặt nút chậm tên nút lấy được cái form rất tốt rồi. Bây giờ máy bay hồi sinh, giết được YG nhưng không có ai bớt cả. Đánh được nhưng đó là con khủng long. Cái thằng Ahmed quýnh ghê quá trời ơi. Nó mở giá phản lên. Cả ba lao vào quýnh máy bay cố gắng bắn, máy bay vẫn đang cố, máy bay đi rồi, đổi máu sen to luôn. Ken bây giờ có làm gì được không? Ken
chối hay lắm, tụi Bombi ăn được một mạng rồi, tay bắt rất nhiều. Phía Blacklist không thể nào đánh được nữa rồi, họ quá yếu máu. Giảm tân hay, YG sẽ lấy được mạng của Gabby. Và Bombi sẽ kết thúc MJ. Ở đây hơi xui, không có Lasso, nếu không là giết luôn khủng long rồi. Nãy Lasso chi thấy không? Mà hả, bé nó khó chịu quá, nhìn bực mình, bực giùm á. Nó chơi khó chịu mà bực giùm luôn á. Quả này nó chọi cục đá vào đầu thằng Ken nè, xong nó vô nó hút thằng Ken chết queo luôn. Nó cầu má, nó cầu 3 điểm ngay đầu luôn. Xong nó sống luôn. Chó dồi Abed nè. Đụm nó không? Đụm nó. Mà nó binh nữa kìa. Ôi, một cái Watcher phát hiện ra Neon rồi. Một pha bay bắt thôi cũng hay rồi, tôi nghĩ là kiểu Blacklist cũng hơi vội á. Ta đã hết form rồi. Ôi, đồ nó cắt má nó. Sắp có butterfly rồi. Má tội nghiệp mới bay mày. À, máy bay kiểu đúng kiểu bắn chết bỏ luôn á. Còn lại tụi bay gán đánh nha. Kiểu tao BKB đánh với BKB thì nó tao bắn được cái gì tao bắn á. Tụi bay sống rồi gán làm. Chứ ảnh đâu có chạy được đâu. Một full dam luôn. Cái muối gì à? Woodlet 2 à? Mà nó có thực sự mạnh không? Nó có thực sự mạnh hơn so với Woodlet 1 không? Ý gì vậy? Redo the enemy magic resistance 20%. Nó có đáng tiền để up không? Thôi không biết. Móc của Neon 9000 network trên là không bị bắn xa vậy. À. Cái này cũng được nữa hả? Bắn đào nha, mà bị bắn đào nha. Nhưng mà team Blacklist đang ở dưới. Goblin nha, kéo được, nút kéo là nút được. Nhưng mà thằng Rimchop nó có sạch rồi, đó là vấn đề. Giết Rimchop trước. Vẫn khó nha. Binh rồi, hai bên binh nhau, binh. Đẩy bóng ra. Lộ Smoke đến từ MJ biết có người sau lưng. Phải về rồi, Neon phải về thôi. Vì nhà của họ đang bị đẩy vô. Neon không về, Neon rất chì, Neon sẽ đứng trên cái quạt. Cung ca là người mở combat ở đây, nhưng lại là khủng long. BKB mở lên, tốt. Kunka mất rất nhiều máu rồi. BKB của máy bay cũng mở lên nhưng chưa bắn được cái gì cả. Và bây giờ máy bay đang đúng kiểu là tao chết nha. Ken cố gắng giết support nhưng giết được hay không đây, đủ đam rồi. Một đổi một nhưng đó là support 5 đổi bot 1. Nhưng sẽ giết được Kunka với tình huống móc lớp tốt của YG. Bombi đang điều đam tốt nha. Những tình huống bắn binh bon của Bombi. Bây giờ gạt vào, giết được không? Nhưng mà Abed khó chịu quá, Abed chụp được Ken rồi. Lấy được mạng, tiếp tục chạt lên tới Abed, bây giờ là lôi lên đồi. TB kẹt trên đồi rồi, bay bắt ra của Rimchop để cover cho TB. Bombi, cố lên em ơi. Quá hay đến từ Bombi. Và bây giờ tè le về, Abed không còn gì để cancel TB cả. Lấy được bay bắt của Rim, combat hay đến từ team Neon. Nice try, 4 đổi 4. Mém tí lượng TB nó còn sống rồi. Nhưng mà ai giết con khủng long này các bạn ơi. Má hàng này anh khó chịu quá mày ơi. Anh nhìn bực mình thiệt chứ. Má tội nghiệp máy bay thôi. Thiệt đúng rồi, không có cách nào để đánh nó đánh vậy đúng rồi. Nó chỉ có đứng vô bắn tới chết thôi. Má boss 1 nhìn tội nghiệp thiệt á. Má kiểu giống cảnh mấy cảnh trong phim á, mình ghép được luôn. Đánh tới chết, đánh nổ không bỏ về. Dire's bottom barracks are under attack. Nhưng mà Roshan contest kiểu gì đây?
bị mất map quá nhiều. Bombi thì chỉ mới mua thêm cái BGB thôi. BGB có luôn rồi. Ở đây lại là Bet tìm bit mở lên không cứu được. Có vẻ sẽ bỏ Roshan nha. Cảm giác là khả năng dép 2 round cũng ổn á. Game mới bay quá. Tại vì con TB này nút một mạng của con TB này dễ lắm. Nó không có quá khó. Mà nó muốn đánh rắc á, nó phải biến form. Nhưng nếu mình nút được cái mạng đó là nó mất form là đánh được. Abed chỉ cần bây giờ thắng combat mà lụm cả thằng Abed nữa là ngon. Abed chỉ cần chết mạng thôi. Radiant's middle tower is under attack. Đó 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 đó. Nhồng 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 nha. Xích cái đầu thằng Abed vô quýnh chết mẹ đi. Set ward. Đẹp rồi. Ward này có thể bắn được Grim. Có Roshan banner cho Blacklist. Chỉ có 7000 trên lệch thôi. Nãy giờ vẫn hold game được. Nhưng mà bây giờ là phải ở trong nhà rồi. Balot có vẻ nhận ra việc mình lên 2 round cũng không quá sáng. Nãy đang chậm rãi. Tại lên 2 round thực sự là đồ này chết một nốt nhạc còn gì. Ok, Santanix có thể giúp máy bay trụ lâu hơn. Đê. Không sao. Đang mua thêm một cái hạt đến từ Gabby. Lớn là disable rồi, Gabby cũng không quá trâu. Neon họ vẫn trốn ra ngoài farm được. Sẽ nhường cho máy bay farm xong cái Santanix. Mạnh đó, có kiếm hút máu đó. Đây rồi, lên 2 round là có cơ hội cho Neon. Nhưng họ cần phải cẩn thận, đây là một pha smoke. Đây là một pha smoke, có ai cover không? Chụp rồi, mất máu quá nhiều. Ai đã cứu BKB Santanix? Trời ơi, mới mua cái Santanix là chết luôn. Thiếu máy bay sao mà đánh đây, nãy giờ nấy như tăng cơ vậy. 4600 máu. Chối không trúng rồi. Bắn không mất máu. Phải tìm được Grim, nhưng một mình Ken như đây đồ thì đâu có giết được. Ken đang tìm cơ hội. Ken lộ smoke. Ken bị Abed chụp cái đầu nữa rồi. Lóc lên à. Ủa nó ít đồng đội à. Nó ít con khủng long à. Nhìn nó con quần khủng long model bự quá. Vẫn đang lỡn vỡn đây. Nó lại chụp cái đầu cho nhớ. Nó quýnh cho nhớ. Có tiếng kéo một pha bét. Để có thể giết. Nhưng giết nổi không đấy. Trời ơi. BKB lên của Bombi vẫn ổn. Bombi điêu đam kinh quá. Bây giờ máy bay hồi sinh rồi. Balot không còn đổi máu. Nhưng anh ấy vẫn còn agent. Mà Abed quá kinh. Abed đứng yên. Abed tăng hết mọi lượng đam luôn. Abed vẫn đầy máu. Ai đã giết khủng long này được không ba? Đây con khủng long này cái gì đây bay ơi? Thả kêu ra rồi. Bây giờ dồi vô khủng long mà vẫn không có xi nhê gì cả. Đang quay trở ngược lại để có thể đánh đẩy máy bay ra. Đang nút vào máy bay. Chối tốt đến từ Bombi. Follow up stun. Vẫn đang bắn. Santanix hồi máu. Bị break. Vẫn đang bị CC. Không bắn được. Cần phải có hồi máu. Không làm gì được cả. Abed kinh quá. Không, game này Abed làm hết rồi. Nó di chuyển. Nó làm đủ thứ hết. GG nice try. Chịu.
đánh cái gì mà dồn hết kêu mà thằng nó vẫn đầy máu á. Cái áo choàng mạnh dữ vậy trời. Rồi chúng ta đợi game game 3 game cuối hả? Phải game cuối không? À vô VCS đó. Hóp bích bị tố sớm vậy. Hóp bích bị tố à, để qua VCS đọc nè. Bị hóng à. Việt Nam Championship hả? Thông báo chính thức. Xin chào mọi người, hiện tại MBE đang nhận được rất nhiều cáo buộc vô căn cứ. Lạp 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 là anh lên báo luôn à, hài điên. Gì mà nhiều dữ vậy? Không gì thú vị cả. Không có địa mò à. Địa mò còn sống thì cũng hay vậy đó. À địa mò bao lâu hả? Tự địa mò sống được rồi ảo quá. Đâu có coi liên minh đâu trời. Nó bị ban thì cũng đâu có biết đâu. Địa một là vua. Địa một là vua rồi.
đây một bị ban cái đợt kia hả? À, đây mới Google, mới Google. Cái đợt. À, đây là có biết mà tôi không có biết ai bị ban á. Chết thiệt. Nó điều tra cái gì mà ban được nhiêu đó trời. Hỏi cung, ép cung, mớm cung, đưa vô phòng đánh. Có nguồn COG Việt Nam rành quá, dắt nguồn đây nè chứ đâu. Nguồn COG VN luôn nè. Nguồn á. Chết rồi, giày sao lét phỏng giống Bambi đây nè. Đánh giày thì giống giống trắng rồi. Cộng 1 năm xin chết. Cộng 2 năm chắc cũng xin chết. Má comment gì tao tích xanh không mà ghê thiệt. Anh Son ăn con rồng xong bay cả giải.
Yo yo yo. Dire team ban. What we got? 2-0. Latlit cái này đổi sai rồi. First bit dành cho Latlit. Làm sao để thắng đây, suy nghĩ coi. Neon đánh sao để thắng? Cầm center rồi, vẫn ăn hành, lên thằng Ballot đi cho bức nóc luôn. Cái gì mà ban lẹ dữ vậy trời, ban y chang mấy game trước rồi, không có gì khác cả. 10 seconds remaining. Nói chuyện không, tôi bây giờ nói chuyện tôi nói đâu trời. Ý là lâu vô kênh thì nó nói vậy thôi, có phải bạn bè đâu, gọi là partner thôi. Thì có gì đâu phải nói chuyện. Partner, partner, bạn bè nó khác. Radiant team pick. Crystal Maiden. Dire team ban. Rune Master, ok, nước đi lạ lẫm một xíu cho JG, nhưng thôi chứ giờ JG quýnh hai con gãy hết rồi. Disruptor. À ban rồi, Disruptor ban rồi. Dire team ban. Radiant team ban. Ban luôn hút quân của Bambi. Là S out. Hero carry top 2 mà mọt mấy bữa nay không ai chơi á. Đánh Banda lúc nào tôi cũng nghĩ tới Disruptor vì nó hiệu quả. Nó dí. 5 seconds remaining. Ban 5 con sụp luôn à. Hồi nãy nó còn có ban một con co là con Centaur giờ thả luôn à. Khổ thiệt. Ê, ví dụ tụi Neon nó có bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó không ta? Kiểu như giờ nguyên cái bộ đội ngũ mình cho mình họp đi. Tụi nó có ai đặt ra câu hỏi tại sao team địch ban support không? Mấy thằng co nó có đặt câu hỏi là tại sao team địch phải ban support, trong khi bình thường thì người ta cùng lắm ban con thôi. Đây 5 con. Thời buổi bây giờ ta ban 5 con ở plan đồ chứ ai đâu ban 5 con support. Không có disruptor. Cũng không cần enchant. Lại một tướng của Bambi thôi. Bom thì không hiệu quả lắm. Tạm, bom đi với Banda cũng được thôi. Tướng của ảnh còn Dark Willow. Còn Winter Ban rồi. Còn Phượng. Còn Bom. Wind Ranger. Yeah, Wind Ranger em down. Flexible. Go for Wind Ranger. Đi mid vẫn được đúng không? Thằng Ken có win không? Khả năng là không. Dire team pick. Đó, tướng tủ nè, được. Nước thà đánh mấy nước đi này nè. Chiếc Blacklist nó cứng quá, đánh làm sao á mà chỉ cần tích lại là tụi kia làm gì, không làm gì được là ok. Mấy anh chen như này á, Kunka. Lại Kunka rồi, khủng long Kunka tiếp. Kunka quá ok. Khủng long cũng được đúng không, khủng long đạp mấy con lia quá nhanh. Thấy Kunka tối ưu hơn, Kunka Mirana nữa hả? Giống lắm. Kunka Mirana. Lớp như này Bambi phải quýnh gì vậy? Khủng long. Mì rắn à, cho team ớt nữa rồi. Thở rồi. Thằng đó đánh con... Thằng team ớt thì lại đánh đối lập với thằng Hokam à. Những con này thằng team ớt đánh hay. Billy thằng Hokam đánh hay. Winter không có thì bích cái gì bây giờ, Phượng thì không là có giá trị gì, cần con bắt người một xíu. Luna. Willow, ok. Thì cũng nằm trong bull thôi, nhưng tôi thấy con Willow giờ đâu có mạnh đúng không? Cái Bedlam giờ búp được cho đồng đội nhưng mà hình như nó có bị yếu đi không? Hồi xưa tôi nhớ Bedlam mạnh lắm á.
Nhưng game này búp cho ai? Có búp vô rip được không? Hoặc là búp vô gấu phân ra có búp được không? Thôi YOLO đi, ráp YOLO đi. Tôi cũng không biết nữa. Nhìn con khủng long này quải đạn quá. Dire team ban. Morphling này, top 1 carry xuất hiện rồi. Do bên kia sâu hết sụp rồi, không có khả năng bít A nữa, nên là Morphling thôi. Đẹp quá. Chưa biết Neon đi lên sao chứ nãy giờ thấy tụi Lelit đi lên cứng quá. Ban Kunka rồi. Cái rap nãy giờ của Lelit thì đều có Kunka. Ban đi bắt mid của Ken. Playstyle của Ken thì game này lại lựa gì đây? TA nữa hả? Cứu tao luôn á. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Đánh cái gì tích bút mẹ đi. Con gì tích bút ngon? Tích bút mà Androsan nè, đủ thứ á. Tôn game này không ngon. Hiêu máu khá nhiều. Bên kia đang cần cái giảm hiêu không? Ủa đâu có nhiều, đâu có con chen thôi mà. Đê bơi được, nhưng cảm giác Ken chắc không bao giờ đụng tới đê bơi đâu, và đánh chắc cũng không có hay đâu. Đê bơi không phải, đê bơi đi lên đồ khá tốt nhưng mà không phải ai cũng chơi được hết á. Không có nhiều người đánh hay con đê bơi lắm. Đê bơi nhìn cũng ổn, có sai lần game này ổn à. Chầu mà tính ra đê bơi game này tăng được, tăng tới lúc con mọt gọi là phải nhiều đồ lắm mới sợ, chứ còn tầm mid game là tăng được hết. Tạm DB một option tạm. Ban luôn rút rồi. Bên đây phải bít trước. Chắc Abed vẫn sẽ đi mid ra một bít nghĩ vậy. Không, cũng tùy. 3 giây. Có cái gì để phủ đầu không? Đến từ Blacklist cần phải phủ đầu. Okay, nhìn cũng mạnh. Ramovic đi mid, Timber đi dọc. DB. Jesse DB man. Nhìn Ken không bao giờ nghĩ, không bao giờ là DB được hết. Ok, cũng được. Cũng được, tôi nghĩ cũng hay á, cũng hay á. Nhưng đi lên phải tốt, chụp ngon, đi với Abed ngon, có khả năng đánh với mọt ở lúc play game, giết được Timber, đẹp, hay, có cú, mạnh á, mà sao tính ra nãy giờ ba game giống như lạc quan hay sao á, game nào cũng nói mạnh á, vô quýnh cái gì nó quýnh bích lắm luôn. Thôi thấy con OD này hay, lựa chọn hay á. So với việc để quýnh một con DB thì tôi nghĩ con OD này an toàn hơn cho Ken. Món ăn Ken ngầu vậy? What? Món ăn Ken đẹp. Má đẹp điên. Món ăn Ken đẹp. Mạnh thì không đây. Yeah. Anh gấp đi chuyển role mà bây giờ mấy con này cũng nút 20 rồi, dữ thiệt.
hạ ở chỗ thôi. Đẹp quá nha. Mà chắc set này giá thì chắc rẻ đúng không? Toàn mythical không? Raw fuck up division 1 and represent the Mighty Cat Flat. That cat want you to win. That's indeed, bro. Bữa nào mình phải làm một vòng check profile player nè. Content của Onea Pixel. Trước khi vào trận mình delay 15 phút mà. Check word. Không có word. Binh binh rất nhiều. Kêu mày đi vô bụi check đi. Chưa. Tiếp tục check. Vẫn không có gì cả. Mặt của Blacklist cắm bên đồi bên kia. Di chuyển qua đây. Blacklist biết là thấy rõ đội hình luôn. Và sẽ mất một rune ở bên này. Nhưng Banda sẽ ăn rune bên kia. Nhưng đó là 3 rune cho Blacklist. Abed có phải chết ở đây không? Những tình huống đánh mid hơi xui nhưng có thêm một bom máu được quăng ra. Và sẽ là mạng dành cho Castaway. Không sao, Jhen là một hero. Nếu chơi chuẩn chỉ là rất là mạnh. Have fun. Cùng xem Ken đánh OD. Ken nãy giờ có nút không nhỉ? Không đúng không? Này là do nãy không có Dota Blood nút độc. Một phút đến từ Abed. Ổn nha, ổn nha, OD lách bích là phải lụm nha. Ăn được gà, đứng từ Bombi, nhưng Bombi sẽ chết. Một tình huống chết không biết tại sao, có vẻ bị hit and run. Một không có gì cả, đánh tay chết. Và đó là mạng cho một. Deny tốt của Gabby. Sẽ nâng kill một. Đánh rất đau đến từ bộ đôi của Neon. Ăn tay dài, có beam. Có Aura Luna Blessing rồi. Ở mid thì rất thoải mái dành cho Ken thôi. Một con tay dài lách bích đi với khủng long. Ken đang hết mana. Nhưng Ken bắn khá đau. Nhưng Rip đang tràn về cho Abed. Nó thấy tốt. Tiếp tục một bắn nữa. Ba lát hết. Đang cố gắng để có nhiều nhịp hồi mana. Ba mươi phần trăm. Giờ đi với Mirana thì việc bắt rip cũng không có lợi lắm. Nên như này, trời ơi, nó lóc bại. Phía trên dí vào. Có mana lại đến từ Ken rồi. Nga Beth thì cũng ăn rune healthy trở lại. Farm tốt đến từ cả ba con của Neon. Lên nên nổ. Đẩy một adapter try. Chết rồi, rồi không thuận tay rồi. Nay chắc nút đồng riêu rồi. Kiểu ít chơi animation chưa tới nữa đã buông rồi. Bích tình huống, bích tình huống. Nhưng không sao, đi lên vẫn ổn rồi. Chỉ là một con tinh anh thôi. Ngay lập tức là chụp lại để không bị đạp. Thậm chí Abed gặp nguy hiểm, Abed phải chạc về. Bích tốt nè, đang phát huy hiệu quả. Lên top. Đang harass nhau thôi, sắp level 3 dành cho YG rồi. Bắn ra dí vô đánh mọt luôn, mà không quan tâm. Rất tự tin đến từ 3 lot. Nãy vẫn tự tin hit với cái đổi máu của mình. Có bầu à. Mẹ
Mua đeo to thiệt. Nãy thằng kia còn ít nữa à? Thằng Gabby game trước ít nó lại ít con voi mà sao ít thành ít nó luôn hay sao á? Quá đuối đến từ VG, lượng máu quá thấp. 2 điểm skill 3. Nên như này thì chắc kill threat thấp ha. Một pha quăng Rambo không làm gì cả. Thậm chí còn phải mở Shadow Dream để lui lại và không ăn được tay dài luôn. Một Adapter Drive lên quá thoải mái cho Balot. Khó. Ken chắc là niềm hy vọng rồi. Galat Bích. Ngon, vẫn ăn được rip. Check rune. Check rune, không có rune. Một con top của Ken với tình huống check rune. Nhưng ở trên GG đang rất thọt. Một gần như là free farm, deny hết luôn. Bình dưới gặp bị khá yếu. Bị còn 11 tích bình máu, tăng đô đầy đủ. Ken đang bán 3 điểm chụp. Yêu. Này rất nhiều, 25-15 rồi, phong cách của con OD thì nó vậy rồi. Quan trọng là tí nữa, có sách đao được con khủng long này không? Abed đây là một game thọt cho Abed. Abed chỉ mới có 11 CS thôi, đi lên rất hay đến từ Ken. Vô, phải ngay lập tức chói, quăng chói tốt của Bambi. Xem mà khá yếu, không thể nào đánh tay bo được. Thậm chí có thể bị hit chết không. Xem mà không có gì. Bấm tích lên rồi. Nova ra. Đang né nhưng Bombi. Bombi sẽ chết khi mà có Abed di chuyển qua. Balot sẽ đổi máu thôi. Một adapter trời của Balot. Balot đánh mọt căng lắm nha. Nút kìa. Gen vẫn chỉ level 2 thôi, Gen sẽ mua vào lát. Quăng chói tốt, setup đẹp, đập một ulti cho đối phương một mạng, bây giờ lấy lại một mạng với pha di chuyển ra mid của Bambi. Setup chụp lại quăng Rambo dễ dàng. Một cái xe đang ở mid rất ngon nha. Đang gọi thêm người ra, teammate đã di chuyển ra rồi. Một cái rune xịn trên top. Ken thì không có cho mình cái, không phải là một con ăn rune quá xịn. Dĩ vào Gabby. Gabby có đu dây. Gabby đu trường rồi. Gabby đang bị hit. Beam còn 5 giây nữa. Nhưng lượng đam của Gabby là tốt. Bây giờ thì đu về rồi. Cái cây này bị gãy rồi. Nhưng đây đang đẩy xe bò. Đẩy xe bò thì gặp phải một cái Watcher hơi xui. Nhưng mà hình như là boot luôn. Có xe boot luôn, hợp lý. Có xe, có chen, khả năng boot là tốt. Có thể ăn trụ nha, ăn cái trụ này là ngon lắm luôn á. Winterball nè. Game nào trước 10 phút cũng Winterball. Ở trên một hình như đang muốn đi vào ăn Wisdom Rune. Đang muốn phá xe. Đỡ luôn, đỡ tốt lên từ Castaway. Le le lên để bắt một. Họ biết một đi qua đây để ăn Wisdom Rune. Bombi đang tới. Không biết Bombi đây nên Balot tele về. Bây giờ Balot sẽ chỉ có đi bộ thôi. Và đó là mạng cho OD. Lát bít OD quá hay. Và nói là lát bít đang quá là hiệu quả luôn. Mọi thứ hoàn hảo. Hả? Cũng nói câu này game 1 nè. Mọi thứ hoàn hảo à. Nhưng không, lát bít OD hay á. Hay quá trời hay luôn. Và đang làm quá tốt đến từ Ken. Vào tâm minh sờ tích lại với một cái Vlad BKB, một con Banda quá mạnh. Một thời điểm đó chắc chắn là chưa là gì cả. Ăn Roshan lấy objective. Một game quá sáng và quan trọng là game này cái thanh niên mà nãy giờ khó chịu nhất trong mấy cái game thì đó là Abed đang rất thọt. Và bây giờ tiến ra ăn trụ mid luôn. Game này OD không gặp nguy hiểm gì cả. Không có gì quá nguy hiểm cho OD. Chỉ Bombi với cái siêu rune đang dí Abed.
À, bé chưa lựa được cho mình, tức là đồ dởm. Khó lựa như này chắc chắn là đồ đen rất là không tốt cho Abed rồi. Nên nó chưa chọn được. Lựa rồi, cũng tạm. Anh đã có anh. Anh đã sẽ thông thả farm, anh đã mua một cái vessel. Ở dưới Gabby cần hỗ trợ thì bây giờ xin lỗi Chidori cần hỗ trợ thì bây giờ thì đã level 6 rồi. Có Banda di chuyển xuống phân gấu để ăn mạng Gabby luôn. Giết nhanh lên, một pha đẩy nhưng vẫn chết à. Mít gấu gầy chết rồi. Con gấu này AFK không đánh. Con gấu gió AFK anh em ạ. Mít chết luôn. Radiant's top tower is under attack. Ken đang là người chơi rất tốt đây. Sẽ tiến ra ăn trụ mid. 2 objective ở phút thứ 10 thì phải gọi là quá xịn. Quan trọng là ăn trụ sếp lane nữa. Thường thì trụ này sẽ được ăn trước. Đây là ăn trụ sếp lane. Map rất rộng. Gần như là mất nguyên khúc này. Không phải mất mà một khúc đó an toàn. Rất giàu. Luna tuy chết nhưng anh ấy rất giàu. Farm nãy giờ gần như là free. Sẽ có những tâm minh đẹp cho Neon. Sentry thủ. Bị hình như là mua một cái veo. Chụp lại Mirana, sẽ phọt Mirana slip. Một slip. Một arrow, chúng được con Satyr con. Nhưng bây giờ là chạc lên, nhưng vì không có quá gì, nhưng tới 5 người đang dí vào Ken. Ken cần hỗ trợ. Một pha chưa chụp được. Mình cố gắng connect nhưng có sự cover của GG nhưng không ai cancel cái đập này cả. Ken sẽ chết. Luna đang farm không sao cả. Sẽ ăn trụ khi đối phương vừa sâu 5 người ở dưới. Có Timber defense. Còn bị đâu rồi? Bị đang farm. Berlin cho game này à. Tại sao ta? Game này mình nghĩ là một game static boot. Mình nghĩ không cần Berlin. Tuy là bên đây không ai tini cả nhưng mà kiểu như OD chụp ai thì mình quăng lưới thôi. Mình tích lại mạnh chứ mua linh chi ta. Thôi rồi lại bị bắt lẻ nữa rồi. Rất may đó chỉ là chen ta. Mà game này không linh thì mua gì? Mình không đồng ý phương án linh thì mình phải đưa ra phương án khác đúng không? Mình mua gì? Radiant or scanning. Một cái chống không? Solar, ba vai. À, đồ heo thị luôn, mình linh hoạt. Giống như thằng Tibet vậy, đánh Grim nhưng vẫn mua đồ heo thị. Tại vì con chen đâu mua mê cam đâu. Rồi Bobby sẽ chết với tình huống mùn làng đó, cũng có thể gọi là một pha chết mướn nếu không Chidori sẽ gặp nguy hiểm. Nãy giờ rất nhiều tình huống bị bắt lẻ của team Neon. Đang đổi chỗ into Ballot. Ừ, lock được. Lock cũng ok. Ê, nghỉ Blink nó không có ngon game này. Có Linh lên thì Linh làm gì? Nút đam. Nhưng mà đâu có ai follow phụ gì đó. Khó mà. Trong khi cứ để OD nó chụp. Hoặc là mình lock mình set up cancel TP hay hơn chứ ta. Thì chưa biết công dụng của Blink lắm. Lock đẹp, lock cũng ok. Búp ân luôn à. À có Bobby ở đây nên búp ân luôn. Bây giờ đang bị CC búp một cái vessel vào, Gabby rất yếu rồi. Trời, một đá nữa không? Sao tình huống mít nó hơi phèn thì phải. Bây giờ có tuôn kịp không nè? Con gấu đá đang đi bộ. Đồng đội tới rồi. Oh my god. Just so bad nick from Neon bro. Kiểu như làm mọi thứ để đạt được everything.
rồi Castaway sẽ nằm. Radiant's bottom tower is under attack. Chưa thấy có cái dấu hiệu triển khai được ở đây. Chen chết lẻ nãy giờ. Còn 250 nữa sẽ có hút máu. Rồi lóc đẻ. Why Bambi, why blind man. Dire's top tower is under attack. Ngon. Có dí không? Binh rồi, muốn giết. Úp sai vậy luôn hả? Sai vậy? Mạnh nha, nhá lên cái xem mà chết luôn. Họ khá giàu. Đập. Đập. Phải đợi những cái tâm minh ăn Roshan cái kiểu rồi. 20 phút rất là quan trọng cho Neon. Tìm ăn mùa ăn. Chưa có đồ heo thì bên phía Blacklist. Áp nữa rồi má ơi. Nice. Chứ Linh là chịu luôn á, thiệt sự là chịu á. Lóc con này, lóc con này lên setup, lóc con nào lên setup cũng được á. Nếu mua lóc thì OD đỡ phải setup cho team. OD có thể cúng. Teammate đứng rất cẩn thận, không thể nào giết được cả. Vẫn quyết định farm. Neon đợi tâm minh. Họ vẫn đang khá tự tin về sức mạnh của mình ở giai đoạn mid game nha. Game này Abed không quá giàu, nhưng anh ấy cũng không phải là thọt nha. Đi lên như vậy nhưng mà bây giờ Abed cũng đang là 6.300 network. Hơn Banda một xíu. Là Samurai Radiant. Banda sắp hoàn thành. Woodblade dành cho Ken. Một sẽ là Manta Vlad. Đây là một tình huống check rune. Abed muốn ăn rune nhưng không có ai hỗ trợ Abed cả. Không có rune cho Abed. Tiếp tục là em chơi slow. Đang cố gắng dí, chọi Rambo không trúng rồi. Đồ heo thì đang được mua bởi Castaway. Một cái bài. Có lóc nên là Bambi có vẻ côn cho một tình huống để có thể bắt. Lóc sẽ set up để Bambi có thể bắt. Nhưng ở đây chỉ có hai thành viên. Gặp rồi. Sẽ giết được MJ thôi. Một cái bét lam cấy vào dễ dàng. MJ biết ở đây có mắt rồi. Sẽ di chuyển ra phá nếu có thể. Ba con Centaur. Chà, pha này giết một luôn á. Ba con Centaur set up chói quýnh tới chết. Có OD cái kiểu. Moonlight. Nhưng lại đi cổng xuống dưới rất đông. Muốn bắt. Chụp lại nhưng có khủng long ở đây hơi nguy hiểm. Gặp Chen rồi, Chen có 3 con sen, Chen đang bị dí. Nhưng Chen dặm tool tốt, tiếp tục là dặm tool. Tiếp tục là dặm tên. Chụp một người lại và chừa một người lại để đánh heal máu tốt, đập ulti. Nhưng đó là pha lock lên, của ai vậy? Pha lock ảo thế nhờ. Cái lock của Gabby và sống luôn á. Và họ chỉ ăn được MJ thôi sao. Trời ơi. Một pha lock quá tốt của Gabby. Một đổi một. Mất luôn cả ulti của Ken. Một vẫn đang pha một dầu quá. Chết. Roshan gì không? Sao không sao, tích lại Neon vẫn mạnh. Game này đánh một được.
đèn đèn muốn set up trên top. Con mắt của team Blacklist ở gần đây nha, hơi nguy hiểm. Con mắt rất đẹp. Zombie đang đi dò. Ở đây không có mắt của Blacklist. Đang dò. Và bây giờ là scan, tiếp tục là bớ vào support 5. Góc này là góc đẹp, chặn hai đầu rồi. Đây là pha kẹp nách của team Neon. Họ đang có những vị thế đánh được. Sẽ chơi. Vẫn không bắt được cái mục tiêu mong muốn đây rồi. Nhưng có vẻ phải sẽ xài ulti luôn. Hai cái ulti. Nhưng Ngọt đã Manta đẩy lên và sủi xuống bot farm. Quá nhanh nhảy đến từ Balot. Sắp có Radiant đến từ JG, không hề thua đồ. Gabby cũng có đồ. Đang rình mò qua phía bên này để có thể ăn một cái drum rune nhưng chưa có. 2 phút nữa. Chết rồi, chết đó nha. Phải phần gấu với một tình huống nút nhẹ. Đồng đội đang connect qua, có thể giết được Timber nhưng Timber có gãy lóc. Chụp lại. Arrow dính vào gấu tím. Yen cũng có mặt ở đây. Đu để lóc, đu lóc nhưng không thành công. Ở đây Dust đang mở lên cái Bedlam vào người của Chidori. Chidori Manta giải chói và kết thúc mạng của MJ. Đâu đó tiếng bên kia tôi nghe ai đó đang dí. Chụp được không? Một không còn TP. Một pha roll cover tốt. À một có TP á. Nãy nó sủi đường gì quay nhanh dữ. Ôi run xịn dành cho Chidori. Sắp có BKB. Không phá được ward. Đánh combat là vẫn ok, đội hình tích lại mạnh lắm. Có chen nữa. Chen mua đồ cũng heo thì. Nói chung chỉ sợ Mọt vào đồ đó. Mà Mọt tầm này chưa BKB không gì phải sợ hết. Có nhiều thứ giữ Mọt trong combat lắm. Chụp nó lại nè. À, lóc nó lên nè. Thậm chí đánh nó luôn chứ cũng không cần phải ít no nữa. Nhưng đam của Mọt thì không phải nhỏ. Roshan ở dưới sẽ di chuyển vào ăn. Smoke này có vẻ chỉ đã triển khai trên top thôi. Sẽ không có contest trong tình huống Roshan. Anh rất mạnh lên từ Ken, ai cầm. Có heal để cover. Nhưng đó là không đủ rồi, lượng đam quá lớn. Rambo cũng trượt. Balot thì đang biến thành con Luna. Blacklist biết rõ sức mạnh của mình. Blacklist không quan tâm tới con Roshan. Balot sẽ farm một quay quá nhiều rip. Sau đó là farm ở đây. Ăn Wisdom Rune. Lên level quá đã. Blessings upon a loyal warrior. Ăn Tormento đến từ Neon. Quá khổ. 15. Trời ơi, farm cái đống này lên level đã. Trời ơi, gần 16. Về dưới boss cái lên level 16 luôn. Luna level cũng rất cao, gần 17. Chưa xong Radiant, à xong rồi. Sẽ là Linh và Hẹt cho những món đồ tiếp theo để sách đao Mọt. Hợp lý, cái đồ này hợp lý. Bên Neon có cứu nên là Banda cũng không cần những cái đồ thủ quá nhiều như cái dĩa hay là BKB gì cả, là mua đồ CC. BKB cũng đang được hoàn thành bởi Gabby. Abed cũng vậy nhưng vẫn còn thiếu nhiều. Khanda gần xong rồi, một đồ khá nguy hiểm trên người con Mọt. Đang build thêm một cái gì đây, chống hả? Moonlight. Moonlight này hơi nguy hiểm nhưng lại là Castaway à. Nạn nhân của Moonlight rồi. Đây le qua không sao. Đây những tình huống chết tốt của 10 năm rồi. Nhưng mất hết đệ luôn. Recipe là 600. Làm gì đây? Họ có hồi sinh, người cầm hồi sinh. Là Ken. Ken có cho mình đủ đồ rồi. Đang mua thêm Blink để giữ vị trí để đánh. Rất hổ báo.
trúng rồi, em dây sẽ chết. Có thêm anh cho Giga. Có binh rất nhiều, Bambi đang hoàn thành Dagger để set up tốt hơn. Mà có Khanda, một cái Adapter Child bây giờ là cực kỳ mạnh. Bambi vừa lộ, Bambi phải chạy với một mình Bambi đây nè. Bị tele xuống để set up. Nhưng bây giờ thì lại thành ra thiếu người ở khu vực lane mid. Chỉ có 3 người ở mid nha. Hình như Blacklist biết điều này. Rõ ràng là vậy rồi. Hai người sâu dưới bot. Cẩn thận. Trời ơi cái DD nó chưa thấy đó. Nó mà thấy là chết. Không có BKB, Blacklist chưa thể đánh được thời điểm này. Nhưng Blacklist vẫn si móc. Tìm cơ hội để có thể bớt một người. Lượng bớt đam của Blacklist bây giờ khá kinh nha. Banda mà dính một cái CC nhẹ thôi là Banda đi luôn. Nhưng con mắt quá đẹp. Những cái ward ở mid của team Blacklist rất đẹp. Scan đến từ Radiant. Một đường vẽ biết đối phương ở phía trên rồi. Nhưng con mắt này gần hết rồi. 8 giây nữa, không sao cả. Chụp ai ở đây vậy? À, đó là MJ. Đồng đội sẽ không quan tâm mà thay vì đó sẽ đi lên đây với một cái quạt đẹp của Bambi hay không đây. Lộ sẽ móc. Chối chính xác. Đang cấy những cái stun. Búp một bét lam vào người của Banda mà. BKB mở lên để làm gì Bambi. Bambi có thể được cover. Thậm chí là đây vẫn đang bị bắn. Gappy. BKB gần hết rồi. Nếu chụp được là có thể chết. Chụp được rồi. Đứng ở đâu? Vẫn đứng ở đây. Đứng ở đây thì xin chết thôi. Sạch của Luna mở lên và gấp đi nằm xuống. À bet game này đang thọt, anh ấy đang trốn farm nãy giờ. Nhưng network trên lệch chưa nhiều. Nhưng khả năng đi chung của Neon bây giờ rất mạnh. Có đầy đủ hiệu ứng rồi, giảm heal nè, hút máu nè, giảm kháng phép nè, tăng kháng phép. BKB CC đầy đủ. Đầy đủ hiệu ứng. À bet có BKB chưa? Bet có BKB rồi. Mọt te le, vị trí của Mọt là quá xấu, Mọt muốn gì? Bây giờ Mọt đi cổng á, đi cổng và Mọt chết luôn. Một pha tấu hài của team Blacklist rằng bây giờ sẽ là boost. Đỡ luôn. Đỡ tốt đến từ Chidori, hồi sinh đã hết. 40 giây không có Morphling. Không có Morphling, gần như không có đam đến từ Blacklist. Khủng long game này không tính tiền. Structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Set up của Bambi nhưng chưa sấn vô. Cái quạt khá đẹp. Đồng đội đang ăn trụ nên là sẽ không commit. Dire's top tower is under attack. Đồ ăn thành công nhưng mắc trên đồi hơi nguy hiểm nha. Blacklist smoke. Smoke không cần mọt. Họ đang di chuyển. Chưa có info của ai trên bản đồ hết. Scan chúng, họ biết ai đó vừa ở đây. Có binh đến từ Bambi, cắm một quạt thủ. Roshan 2 phút nữa vào giờ đầu. Anh đang mua Dagger. Thằng Gabby đánh không thọt ha, hay ha. Con mắt của Bambi đang setup rất đẹp. May mắn là Linh về được. Có Moonlight được mở lên. Chưa có BKB cho Mọt. Rất khó để hit. Tầm này Mọt hit tay đôi chưa lại Chidori được. Đặc biệt là Chidori có sạc nữa. Đồ heo thì được mua bởi team. Ken bây giờ rất mạnh Witless 2 rồi. Parasma. Banda muốn đẩy thêm một quay nữa và đang gọi đồng đội cover. Đồng đội đang ở gần, ở dưới chỉ có hai người bên Blacklist thôi. Tiếp tục đẩy, muốn boost bot, có binh đến từ Brewmaster. Boost bay, xếp đồ luôn rồi.
linh hệt. Ở đây set up lên tốt, rớt xuống phải ở BKB, muốn đổi mạng Bombi, Bombi né tốt, như vậy Gabby sẽ mất cho mình cái BKB. Không BKB mà gặp OD thì cứ xác định vài hết bắn thôi với lượng đồ này của OD. Giờ đang muốn một sạch và một cái gem để bắt cho mình những con anh xanh. Hoặc xong BKB. Đây là một combat quyết định nha. Con Roshan tiếp theo, Blacklist bắt buộc phải contest với những món đồ gọi là cũng đầy đủ rồi. Trên là network không nhiều. Roshan 20 giây. Tầm mình rất nhạy cảm. Như vậy Roshan hoàn toàn thể bỏ chạy xuống dưới boss. Set up dưới boss trước không? Bobby đã có ward. Smoke. Không ai ở gần khu vực lane mid để cover, cả người cover tốt ở đây đó là Ken. Ken đã tới level rồi, hay. Có cover là không có sợ. Bắt được Luna, chụp cú không ơi, cứ bê luôn rồi. Vẫn là chụp, bên kia cũng ở BKB nhưng mà Balot tuột máu, máu của Balot đang tuột. Balot muốn gì? Balot phải chạy. Balot không thể nào cương lại cái khả năng tích lại của team Neon, cái Neon quá mạnh. Không hề có BKB, vẫn đang cooldown đến từ Gabby. Tiếp tục lao lên đưa cho em cho Chiga rồi. Quăng cho mình bình rượu ra nhưng không trúng. Một không có cửa, thấy không ai đánh mà một còn máu còn tuột mà. Chưa ai thực sự đánh một con máu không dễ. Roshan sẽ xuống dưới của Roshan banner, phải di chuyển xuống dưới đến từ Neon. Mắt hơi đẹp, mắt hơi đẹp. Ken cần hồi lại mana. Họ biết Ken đang ở đây không đủ người, ba người sau phải mid bị con ó giật về nữa mà. Ken, Ken ơi. Ken chạy được rồi, rất may là có siêu run tình huống phía đẹp của Bombi. Đồng đội vẫn chưa xuống tới. Con ó giật về. Tiếp. Bấm smoke tiếp, bấm mấy cái liên tục luôn. Bên kia cũng bấm smoke, YG đang tăng, OD còn sống là sẽ cover được. Bombi. Check. Thấy chưa nó sai kìa. Binh, binh, binh rồi, có binh. Ken đã thấy, biết đối phương đang đi vòng. Đang đi vòng cực bự. Nhưng bắt được ai? Không hề bắt được ai cả. Vì Neon đã biết điều này. Neon đi thẳng vào Roshan. Neon sẽ giữ chỗ này. Con gà cũng đã show. Chen không sao cả, Chen chết không là vấn đề. Chen phá smoke. Nhưng đồng đội của Chen đâu? Biết là chết được á, nhưng mà đơn giản quá, chúng là rồi. Biết là nghĩa vụ của mình là chết nhưng mà đâu có phải chết vậy đâu ta. Chết. Moonlight rồi, họ không có smoke thì bây giờ lại tới Moonlight có Senchi. Chưa ai dám vào Roshan cả. Len đang bị đẩy, nhưng đã có cắt rip. Chen đang đi bộ, Chen không có giày, Chen lấy đồ giáp. Quyết định như thế nào đây? Phá lên Ken, côn tim ăn luôn đến từ Neon. Bạn đã hoàn toàn thể vần những thành viên khác ở ngoài. Quất luôn cả một cái clip để bớt con Roshan này. Đồ đồ bỏ xuống em ơi. Ai là người lụm Abed? Nhưng Abed chết luôn rồi. Phía bên kia, OD hơi yếu máu nhưng có heal lên đến Chen. Bài cũng đã được bấm lên một, bây giờ lao vào đánh tay đôi. Đập ulti đến từ Ken không trúng gì cả. Ken đang phải tự úp mình. Một đang cương tay đôi Luna, Luna đi rồi. Một pha commit Roshan nhưng bỏ đồ xuống có vẻ hơi lượm thượng. Panda cố gắng đánh. Ở đây chỉ còn một mình Panda thôi, một vẫn còn sống như này làm sao mà đánh lại. Ken làm gì vậy ta, tôi không biết luôn. Con một đứng ở đây mà Ken dám linh vô đây đập ulti á. Chắc và sao lại linh vô hang đập ulti nhờ. Đây đang đẹp rồi nè, thế này đẹp nè, nhiều vị trí đó, đứng bắn một phụ nè.
Đây, một vô nè, một quay nè. Một mở với con bé nhấn lính qua đây. Rồi xong, không ai đánh một phụ luôn. Cứ đứng ở đây bắn có phải ngon không? Có đập ulti cái gì mà quá khó. Rớt game. Rồi quên coi coi Chidori bỏ đồ xuống muộn quá. Không, nhưng tôi nghĩ kể cả gì không lượm được Roshan vẫn đánh được pha đó. Nhưng mà Ken đánh tham kêu quá. Cứ cho là đập chết Timber pha đó rồi tôi nghĩ cũng con mọt nó vẫn giết cả hai trong hang. Đó là cho là đập chết nha, nhưng ở đây đập là không chết rồi đó. Linh vô sai vị trí mẹ luôn. À, Gabby đánh tốt quá. Thấy Gabby land đâu có dễ đâu. Nó cũng giống game 1 của thằng ZG nhưng mà nó không bị đuối. Nó vẫn có cách farm. Nó vẫn kiểu đúng kiểu nghĩa tay 1 á. Nó không bị nghèo. Thì nó vẫn tìm được cách farm. Abed cũng vậy. Thọt, Abed còn thọt ác nữa. Abed thọt hơn Gabby nữa. Khiến bành đá quýnh. Rồi, sắp có Butterfly rồi. Radiant's top tower is under attack. Trời ơi, thêm một cây gãy xanh. Bây giờ có Break Luna là thấy Luna yếu à. Break trúng OD tính ra cũng yếu ấy chứ. Mất cái này bắn hết mana. Đâu có mạnh đâu. Khó rồi. Vô thế khó à. Một của Ballot tự tin hơn rồi. Đủ đồ. Butter vừa counter Luna vừa counter OD luôn. Để hài hài vậy. Thôi trời mắt đẹp quá. Đi đâu đây? Muốn chơi. Neon muốn chơi. Neon thấy bên kia cũng đang connect xuống, nhưng mắt trên đồi. Mắt trên đồi kìa. Hẹt rồi, nhưng đó là đã đổi máu nhưng đang bớt cái chơi ơi, bớt không kịp rồi nhưng vẫn có thể đánh khi mà một bây giờ rất yếu rồi. Khủng long đang bị nút. Cố gắng đuổi theo từ bóng bị chói. Không dính. Nhưng trúng một cái gì đó tuôn. Thêm một cái beam. Bây giờ tiếp tục tuôn chói hay. Dispel ra thành ra nổ luôn cái tuôn. Ê, nổ luôn cái Rainbow. Có hẹt làm được. Đó là đổi máu nha. Đổi máu mà nút vẫn gần chết. Nhưng đó Banda vẫn chưa cơ động lắm. Banda vẫn thiếu một cái đát G. Ăn lại một cái Tomato. Gabby đang hơi láo, có hẹt rồi đó, Gabby cứ láo đi. Hẹt xong OD nó bắn cho. Nó bắn cho nhớ luôn. Ui con mắt đẹp. Gabby đang đứng yên trên con mắt. Cơ hội là đây chứ đâu, hẹt lại bắn thôi. Moonlight, Senchi. Bắt đầu bắn rồi. Thêm CC, BKB kịp rồi mà thậm chí người đang bị nút ở đây là Ken, nhưng Mọt đang tới, Ken có thể chết luôn trong tình huống này không? Không quyết định là nút Kem mà thay vào đó là nút Bombi. Bombi vẫn mở được cho mình cái Shadow Rim lên. Mọt đang bị vờn. Mọt vẫn còn. Mọt không có BKB. Mắt vẫn đẹp. Giữ chân ở đây hay. Nhưng chúng Arrow. Mọt bị hẹt. Ken bắt đầu bắn vào Mọt. Mọt khá đau. Nhưng Ken cũng yếu. Mọt chụp Ken lại. Mắt cắm ra nhưng ngay lập tức bị phá. Hai bên không ai chết do tình huống vừa rồi cả. Sao thằng Mọt pha đó không giết con OD vậy anh em? Anh này nè. Chết đúng không? Mà sao nó lại giết Bombi ra?
Tại sao ta? Con OD lúc đó vừa chụp con gì ra đây nè, xong mọt tới thì lại lựa Bambi nhờ. Con OD lúc đó có nửa máu à. À OD gầy xanh không chết được á. Ừ ha, bây giờ trong đầu mình cứ chụp hai lần. Ủa bên đây có phải bấm không? Hay là bắt xịp? À OD không chết được, đúng rồi. Để xử lý đúng rồi. Giống Abaddon rồi đúng không? Nhưng mà là siêu. Đang có dấu hiệu ra mid. Ủa đồ có Luna đâu nha. Chụp lại lần. Ủa đâu, đâu có lần 2 đâu. Bạn đang set up để bắn bắn nhẹ thôi. Nhớ nhớ như ghê quá rồi cái Euro. Một beam rớt đau. Beam giật cái nách luôn. Ô để bắn một hit. Ở đây ai bị lóc vậy? Đó là một, một vẫn quay đi được. Hai bên vẫn nhấn nhấn nhá nhá quá. Chỉ chọn địch bèo luôn. All hit mana 70%, 80% xoay. Thôi lộn, 80 giây. Có một cái lông vũ dành cho Jigger. Luna mua gì đây? Tự nhiên Luna đứng đổ ta. Xem cái Santanix rồi. Mắt khá đẹp. Nhưng sẽ bị phá không? Không bị một travel luôn á. Có vẻ để đi đẩy lane và travel vào rip của Chen khi mà có đánh nhau. Căng quá, căng quá. Game kết thúc căng quá. Đang mua một cái monkey để đánh với butterfly. Windwalker má. Thằng này đánh không bị nghèo hay thiệt. Blessings upon a loyal warrior. 26.000 network cho ngọt. Bài bắt thì bên Blacklist không có ai luôn, trong khi Neon 4 bài bắt. Nên là con Roshan có lợi không? Nhưng không, Roshan 1 phút 30 giây nó mới ra, quá xui. Nghĩ đánh ra lúc này là có lợi cho Neon với 4 bài bắt. Bambi đang muốn làm gì đây? Bambi muốn farm. Bambi muốn Windwalker, có thêm một cover chứ. Đang di chuyển xuống bot. Bambi cần phải xuống đây ngay với đồng đội, đã có tele của Bambi. Sẵn sàng cho tình huống đánh team vai, nhưng bên kia cũng sơ móc. Gặp nhau rồi, nhưng đây là OD, có strong dead bell. Bắt đầu lao vô BKB mở lên từ các co bị đập rồi, Luna chưa bắn được gì cả. Đang cố gắng bắn đến từ Ken nhưng Ken bị CC, Ken phải chụp mình lại. Cái thế quá xấu, Luna có bài bắt Panda. Đập ulti không chết được một. Và bây giờ một vẫn đang bắn vào Ken. Hết rồi, hết thật rồi. Một pha combat như vậy mà không ai chết bên phía từ Blacklist kìa. OD không hit được, con CM liên tục chói vào OD. OD không BKB là không bắn được. CM cứ đứng ngoài me chói OD thôi. OD cứ đứng yên thôi. Luna thì vào combat, BKB lên bị khủng long nắm cổ. Và khủng long chuẩn bị giết Bambi. Mà chạc mù, chưa tìm được. Né 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 thấy không? Nhưng không quan tâm, họ sẽ boost. Còn xanh chưa ra, một cái rune DD ở dưới boss. À, một bắn kinh quá. Đúng là top 1 carry vô đồ. Mấy cái hàng top dưới không có cửa. Quấn gì mà nó mạnh. Này ra
Conan Lep nha. Malik đang mong chờ chiến thắng này lắm rồi, họ chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đặt chân tới giải đấu online của Wallachia. Nhưng vẫn chơi an toàn lui về. Cục game vẫn còn có binh đến từ Banda. Rosan đã ra. DD chơi dưới bot. Chưa ai có vision cả. Nhà tan cửa nát, họ phải fit lane trước khi đi ra ngoài. Con mắt ở đây quá đẹp. Ken và biết đối phương chưa ăn. Talit quyết định là đứng ở khu vực con mắt. Một con mắt quá đẹp. Phía bên kia có ward không? Nếu không có ward thì thật sự rất khó lên. Đẩy nhau chưa? Đẩy lên thôi. Vẫn giữ ward đến từ Talit. Một mình ăn solo trong khi đồng đội sẽ cấn ngay cái khu vực cổng dịch chuyển. Neon không đi qua được chỗ này rồi. Neon không có smoke. Roshan dành cho team Blacklist. Ngay lập tức phải tay level về. Ken tranh thủ farm cho mình chút đồ. Chiêu linh lui lại. Đồ ghê quá, level 25 rồi. Nâng cho mình Pulverize Duration là ulti. Sao lại là 67? Tại sao lại là con số 67? 65, 75, 70 sao lại 67? Sáu bảy bằng 2/3, ok, hợp lý. Có BKB cho em dây luôn. Đứng trong nhà chờ thua đến từ Neon. Lật nổi không? Không có cửa. Top 1 carry full đồ. Lật kèo á. OD không có đồ gì cả. OD bây giờ vô combat bị cái thằng này nó me rồi. Nãy thì đánh là thấy nó me rồi, không BKB bị nó me. Giờ nó cứ me nó chói riết à, không đánh được. Cùng lắm hit được có hit à, đâu hit được tiếp đâu. Nó giờ nó đầy đủ đồ để có thể đi vô chói 3 giây. Ok, đập hay, nhưng đó là cái kill mạnh nhất mà OD có. Và bây giờ OD chỉ biết AFK thôi, chụp cái cổ OD lại rồi. Cổ chụp ở đâu đó, vẫn đang thì clip mở lên, đang nút vào Abed. Abed chụp lần nữa, Abed tự vẫn tự lóc mình lên được. Luna đang cương tay đôi, nhưng thật sự con mọt nó là cái gì đó quá kinh khủng. Và bị trúng Aro, OD vẫn cố gắng bắn, gấu phân ra được, đang CC lóc được mọt lên và đang đánh những người còn lại. Cái rác đang bị hai cái xe cẩu phá được rồi. Lướt thẳng vô nút một cái Ken gần chết. Mọt quá kinh khủng. Chúng Aro, Abed vẫn còn sống á. Và tiếp tục lao vô nút. Lóc lên được nhưng mà mở sạch đến từ một con mọt phát. Lộ một con Luna phát. Luna nào mới phát đây. GG thôi. Abed còn sống trong tình huống vừa rồi luôn. Xử lý quá ghê. Abed có tới hai cái lóc. Thôi chi chi nice try, có vẻ vẫn khó gặp Lanlit khó. Tôi nghĩ đánh như ngày hôm nay không dở, nhưng mà gặp Talon mới chắc mới ăn được. Gặp Lanlit không ăn được. Lanlit nó đánh dữ quá. Abed combat hỗn loạn, còn một máu vẫn còn sống, quá ghê. Cái này đánh ghê quá. Chi chi team S hiệu số 2-1. Thần Mirana rồi. Không biết có những tâm minh đủ thắng nhưng mà không thắng được. Tâm minh đủ thắng chắc cỡ này. Chứ mọt vô đồ thì không có cửa đâu.
mà sao con ngọt dầu quá ta. Luna farm không lại nó kinh thiệt. Trời ơi, đồ. Nó bắn cái bấm BKB. Thôi chi chi. Ông vua lót đường final. Đời cơ bản là buồn á, Sboy à. Thôi nghỉ anh em ơi. Đánh vậy cũng hay rồi. Tùy vì Blacklist nó cũng xứng đáng đi hơn. Mấy cái giải này nó đánh kiệt cười vui lắm. Chứ lỡ đi mình Neon đi là nói chung là trải nghiệm, là nó thành trải nghiệm thôi. Trải nghiệm cho có kinh nghiệm hả? Phỏng vấn gì thua, phỏng vấn gì trời. Cho ta nghỉ ngơi sẽ chết đi trời. Thua phỏng vấn nữa. Ok rồi, nghỉ anh em, cảm ơn mấy bạn ghé xem kênh nha. Bye 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 bye.